ngày một đêm, xem sớm nhất vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Chiên su, sa tế tôm, thơm cay bùng vị. We're living every day in the moment. Ain't wasting no more time. I'll always, always keep my heart wide open. I'm right there with you on the climb. I'm not leaving you behind. I wanna see you shine. Chào Hiếu. Chào anh Huy. Đã lâu không gặp. Có bao giờ mà em ngồi ở ngay thành phố mà buổi sáng sớm như thế này và ngắm đường phố chưa? Hồi xưa em hay ngồi nhiều lắm, cái thời mà em còn sinh viên á. À, trường gì? Em hồi xưa em học đại học kinh tế là bên gần đây là đường Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu bên khúc này nên là cũng lâu lâu cũng có chạy qua đây ngồi chơi. Công viên này, một công viên rất là nổi tiếng của cái thành phố mình luôn á. Là ở đây thường là sẽ có mấy bạn sinh viên đó, cái con kia là đó. Đang làm đề án đồ đó, tập trại bên kia đó. Người ta là hay ra đây để gọi là ngồi cà phê bệt buổi sáng. Đúng, cà phê bệt. Nhưng mà hai anh em mình bị cái là bụng già, anh em mình cũng là tốt. Nên sáng nay được ăn uống nhiều. Không biết là mấy anh em kia tụ tập ở đâu rồi. Mấy anh em kia chắc đang tập tiểu phẩm. Anh lên thành phố Hồ Chí Minh là cái đây là hơn 20 năm rồi. Dạ. Em 10 năm. Nhưng mà có bao giờ mà em dậy thật sớm giống như hôm nay mà 5 giờ đã đi dạo xung quanh thành phố Hồ Chí Minh về chưa? Dạ chưa, chưa vô công viên. Dậy sớm thì có nhiều. Anh tập bài vào đây không? Có luôn. Hồi xưa là có làm mấy cái bài nhỏ với lại mấy cái mà đi phỏng vấn người ta với lại uống cà phê bệt vào đây nè. Rồi xong bị dọn dẹp lòng lề đường đuổi á. Dạ, còn em học MC với lại học ca sĩ bên... Dạ Quang Niên. Đúng rồi, rồi qua đây tập bài. Rồi đó thầy Thanh Bạch dạy. À vậy hả? Dạ, y cái ghế này lâu lắm rồi nè. Ghế là ghế kỷ niệm ngày xưa luôn nè. Thực ra thành phố mình đẹp lắm á chứ. Nói chung là đã là lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp thì ai cũng sẽ đã từng ở đây. Yeah. Ôi anh Sáu. Ôi anh Năm. Anh Sáu đi tập thể dục sớm ha. Đúng rồi á, phải dậy sớm chứ, sức khỏe chứ. Em thấy sao, không khí thành phố mình như thế nào? Em thấy không khí thành phố mình thiệt là trong lành. Rất hợp để mà tập thể dục đúng không em? Đúng vậy. Nghe nói hôm qua em mất ngủ hả? Em mất ngủ quá. Ngủ à? Rồi, cho nên là em phải tập thể dục đi, ngủ ngon lắm em ơi. Đúng rồi, phải tập thể dục cho sức khỏe dồi dào. C. Đây. Mà chưa. Lắc không đi nào. Lắc không hả? Em muốn ra nữa. Chịu đi. Mệt quá mà mọi người. Mệt nha. Tiểu phẩm này mệt quá em. Mệt quá. Ủa nhưng mà chừng nào mình mới tập chung ta? Không biết sao á, chị Nhi kêu mình ra đây tập thể dục với em.
đang đê đê không, nhưng mà ra ngoài đây không khí rất là thoải mái nha. Dạ. Cái này là thời sinh viên ùa về rồi đó. Đúng rồi. Ngày xưa là chuyên môn ra đây tập tập kịch đó, tập tiểu phẩm đó. Ủa vậy hả? Ngày xưa em là ở đây em diễn ảo thuật. Em đi diễn ảo thuật. Thiệt. Thề. Lúc đó là hả thiếu tự tin lắm nha, mà hả cầm bộ bài mà run run vậy nè. Ủa vậy hả? Đúng rồi, hồi xưa em diễn ảo thuật đường phố. Ăn sáng chưa? Em chưa. Vậy thì đi diễn ảo thuật dạo dạo để kiếm tiền ăn sáng thôi. Đi Trước khi mình quay cái này á là đã có những chương trình là nói là chắc là thôi không quay ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì nhiều người nói là có gì đâu quay. Dạ. Sai lầm. Nhưng mà phải hiểu một điều là đây chính là tinh hoa hội tụ. Dạ. Với lại á, mình phải quay thành phố Hồ Chí Minh biết sao không? Ở những miền vùng quê xa đâu phải ai có cơ hội lên thành phố đâu. Bà con ở những miền xa rồi á, toàn lo làm ăn thôi, quanh năm ruộng đồng á, cho nên mình phải quay. Với lại á anh, đây là nơi mà nuôi sống. Đúng rồi. Cho nên là mình phải giới thiệu với mọi người. Đấy như nhà mình nhá. Dạ, nhà thứ hai mình vậy đó. Là mà mới học xong là lúc nào cũng ước mơ lên thành phố Hồ Chí Minh. Đúng để rồi. Mà lập nghiệp hết. Lập nghiệp tôi. Dạ. Bao nhiêu năm anh? 23-24 năm rồi. 24 năm, dạ anh ở đây lâu nhất đó. Em ở đây lâu nhất chứ. Ủa? Ủa? Trời ơi. Em ở đây 25 năm rồi. Tôi ở đây 34 năm rồi. Em mới ở hôm qua. Mới mướn nhà, sinh viên ở trọ lên đây thôi. Em lên đây làm gì? Làm ảo thuật hả? Em lên đây đi ảo thuật đường phố ngày thôi. Ngày xưa đi làm ảo thuật anh. Rít ơi, bây giờ hay không mấy là biểu diễn tiết mục ảo thuật kinh điển của em đi. Cưa người đi. Cưa người. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang mẹ già đó. Mang mẹ già đó. Thì có chẳng mấy khúc nè em cưa gầy. Anh có khúc mà cưa gì nữa. Thôi, chào chị. Ủa, nãy giờ chị ngồi đây hả? Nãy giờ chị ngồi đây hả? Như các bạn đã chia sẻ, thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi vừa năng động, vừa nghĩa tình. Và là một cái nơi thu hút rất là nhiều người từ khắp nơi đến đây sinh sống, du lịch, lập nghiệp, vân vân. Thành phố Hồ Chí Minh thì hết sức là năng động, đa dạng. Và ngoài ra thì còn thu hút người khác bởi những cái giá trị về văn hóa, về lịch sử ở nơi đây nữa. Và một trong những cái đặc điểm của thành phố Hồ Chí Minh đó là rất là phong phú về mọi mặt, kể cả là về ẩm thực. Do đó, hành trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có chủ đề là cuộc chiến mỹ vị. Yeah. Cuộc chiến mỹ vị. Khi mà nghe qua thì các bạn có phỏng đoán gì về cái hành trình này không ạ? Dạ, em thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh là ẩm thực là coi như là hội tụ hết tất cả vùng miền. Tất cả vùng miền luôn. Là em đi ăn gì cua thúi đâu anh? Cúng cua thúi đâu anh? Ở Gia Lai. Gia Lai. Con Tâm. Đúng rồi, Con Tâm mà về bị lưu luyến bị nhớ hương vị đó quá. Em thử sệt ở đây thì nó ra rất là nhiều bún cua thúi. Tức là những cái ẩm thực của tất cả các mọi nơi vùng miền luôn á đều tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Dạ. Như vậy có nghĩa là các bạn đang nghĩ là cuộc chiến mỹ vị của chúng ta sẽ được đi ăn khắp rất nhiều món ở khắp nơi đúng không? Đúng rồi, dạ, vậy mỹ vị mà vậy mỹ là phải là ngon. Mà cuộc chiến có khi nào mà cầm bột ớt gì quăng nhau gì không? Cái đó là cuộc chiến vô vị anh ơi. Cái đó là cuộc chiến vô vị anh ơi. Thật ra thì cuộc chiến mỹ vị này nó có ngon hay không, nó có đẹp hay không, nó có thú vị hay không là do các bạn. Ủa sao vậy chị? Sao áp lực quá vậy chị? Là phải do chị chứ, là do bị team sản xuất chứ. Đúng rồi. Chứ tụi em làm gì mà có đẹp mà. Mình chơi dở, mình chơi thua là không được gì. Chơi áp lực quá. Ôi, tự nhiên mình về dùng đất Tứ Linh mình phải ăn ngon chứ. Tứ Linh là suối tiên anh đâu, phải là chưa tới tiên ở dưới kia. Bây giờ thì trước khi tôi công bố luật tổng thì xin mời các bạn xem qua cái hành trình của chúng ta ha. Wow.
Wow. Trời, không nghĩ vậy luôn á. Bây giờ nè, mình khởi hành là ngày hôm nay đầu tiên là 6 giờ 8 sáng đúng lộ trình là mình ở ngay công viên 30 tháng 4 rồi đây. À. Sau đó mình sẽ đi đến Dinh Độc Lập là bên đây. À. Địa điểm ít ít là chưa báo trước. Ít là một nơi nào đó mà cũng gần đây thôi. Pasteur. Viện Pasteur. Không phải đâu, tại vì hai cái điểm này gần nhau thôi. Đó, rồi sau mình sẽ ăn trưa nè. Bữa trưa qua công viên Văn Lang nè. Là mình giờ mé mé về khu quận 6 rồi đó. Quận 6 rồi đó. Du lịch trên sông kìa. Là quay về quận nhất lại. Là chỗ mà Du thuyền. Địa điểm Y nè. Trời ẩm thực. Cái này là sáng ngày mai rồi, Ê sao cái này sang trọng vậy? À, tối là mình được ngủ ở khách sạn. Continental. Wow. Anh coi người ta diễn đúng chính tả không hay khu du lịch ven sông nào không? Đi chợ nè, xong tới là tới chiều là cuộc chiến quý vị là xong nè, còn đây hướng là hướng đi qua mùa 3 nè. Mùa 3 vô định quá. Bây giờ thì là lúc tôi công bố cái luật chơi tổng của cuộc chiến mỹ vị của chúng ta ha. Các bạn sẽ được chia ra làm hai đội và chúng ta sẽ trải qua những cái địa điểm giống như trên cái bản hành trình các bạn đã thấy đó. Tại mỗi địa điểm thì chúng ta sẽ có một cái thử thách để xem là các bạn hiểu biết về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đến mức nào. Nếu như các bạn thực hiện thành công cái thử thách đó, đội các bạn sẽ nhận được 300.000. Nếu như thua thì các bạn chỉ nhận được 150.000 thôi. Đến gần kết thúc hành trình, có nghĩa là qua ngày hôm sau, thì các bạn sẽ xem coi là tổng số tiền mà mỗi đội nhận được là bao nhiêu. Các bạn sẽ dùng số tiền đó để đến một địa điểm và chúng ta sẽ mua thực phẩm. Và cuộc chiến mỹ vị lúc đó chính thức bắt đầu. À, mình bây giờ mình đi lấy đi lúa tiền. Ê, đừng có giỡn nha, cái nơi mà mình gọi là thân thương nhất lại là cái nơi nhiều khi mình vô tình mình em không mình biết quên đi những cái gì thuộc về nơi đó đó. Đúng rồi. Ví dụ như giờ mình hỏi về Sài Gòn gia đình xưa thì chắc gì mình hiểu hết đúng không? Yeah. Nhiều khi mình có học nhưng mà mình lại quên đi. Cũng thông cảm thôi, Sài Gòn mình nhiều thứ để mà nhớ lắm. Nhiều lắm, ví dụ như sống cả một cuộc đời chưa biết hết được tất cả con đường ở Sài Gòn luôn mà. Sao? Ví dụ như con đường Đồng Khởi thì xưa của ta là gì? Đường Đồng Khởi xưa của ta là Tự Do. Tự Do. Em ở đây không biết luôn á. Em chỉ biết là nhà đó là mắc nhất thôi. Nhà đó là mắc nhất thôi. Dân bất động sản. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ chọn đội cho mình. Tôi muốn các bạn tự do lựa chọn. Ai muốn về đội ai đó. Bây giờ cho Hiếu nói chuyện trước nè, phát biểu trước nè. Em nghĩ thì để mà đứng ở một cái nơi thành phố Hồ Chí Minh như này và chơi game về thành phố của mình thì em nghĩ là em nên chọn những người không biết gì về thành phố đi. Ủa gì vậy? Là sao? Để em giới thiệu hả? Dạ đúng rồi. Hứa diễn viên. Đúng rồi. Vậy là em khinh những người tỉnh lẻ như tôi. Ủa? Đâu em định chọn anh luôn đó. Ủa vậy đó hả? Thôi bỏ anh rồi. Để nhường anh cho đội khác chọn. Trời ơi, bao nhiêu năm rồi anh không bao giờ được chung đội với em luôn á Hiếu. Ủa? Mấy năm rồi đó. Đó năm mấy, 7 năm rồi đó. 7 năm trời được chung đội với em đâu. Em đi lâu dữ vậy? Anh đi đâu vậy? Em muốn về đội của anh Lâm. Yeah. Thôi thì như thế này, em cũng là một người con của thành phố Hồ Chí Minh. À. Em xin phép được chọn một trong những người anh cũng đã cùng em nhiều bữa cơm. Anh Giang. Yeah. Em thì buôn cánh bán bưng. Em mới từ Bến Tre. Anh thấy chèn quá Giang. Đây. Rồi vậy đây. Cho đội tụi em ra Bến Tre rồi đó. Đội bán đồ rồi đó. Đúng, đội tụi tôi là đội Bến Tre. Tự tin chưa? Dạ. Có tự tin chưa? Tại vì cuộc chiến mỹ vị là có nấu ăn đó nha. Không, em đi cho anh Giang nấu được thôi. Đừng, Tuấn à. Không nấu được á. Quy nè, trời ơi, Quy nó ăn dữ lắm á. Ủa gì kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Chết rồi. Ba người nấu ăn được vô chung đội rồi đội này ăn hả? À, thôi, bán rồi. Nhiều chơi nhiều. Không biết nấu, bán vậy mới vui. Vậy mới vui. Chơi luôn đúng không? Chơi luôn đi. Em giả bộ em ngu ngu quơ chứ em nấu ghê lắm. Ở nhà là mở nhà hàng mà. Hôm nay là mình có một hành trình ở thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Đó, mình phải lấy cái tên nào đó mà nó phải liên quan ở thành phố là đáng sống đúng không? Món ăn đi. Bây giờ nè, tất cả mọi nơi ở đất nước mình mà tới thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Là họ sẽ tìm một món để ăn á. Bánh tráng trộn. Sai. Bánh mì. Bánh mì. Sai, bánh mì đâu cũng có, mà đâu cũng có thể ngon, miền Trung bánh mì ngon lắm. Dạ. Bánh tổ. 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 Đó là cơm tấm. À, sao bị chướng cơm tắm thành phố Hồ Chí Minh là ngon nhất à.
bánh tráng trộn. Mình là dân giả thôi. Đúng, bánh tráng trộn. Đó, tráng trộn, rùa hồn rùa. Hồn rùa mới chịu. Đúng, tụi em là bánh tráng trộn. Đúng. Quy nói là Quy không muốn lấy tiểu cơm tắm, nhưng mà Quy muốn lấy cái tên mà trên mạng hay dùng với nhau là xà bì trưởng. Là tên người là đặc trưng của cơm tắm là xà bì chả đó. Xà bì trưởng. Rồi bây giờ xin mời hai đội xà bì trưởng và bánh tráng trộn đến với một cái game hết sức là truyền thống của chúng ta. Lo. Mời cà phê ra đi ạ. À. Cà phê của quán mình hả? Dạ không, anh giấu cho mọi người nữa. Ngày hôm nay chúng tôi chủ doanh nghiệp lớn cũng đã đóng hai tiệm. Tài thọ ha. Xin được tài trợ ngày hôm nay đó là món dạ, cà phê. Dạ chủ cả đừng đừng che hình em cả đừng đừng che hình em thôi. Đứng ở đây rồi. Đó là món cà phê. Cho đội bánh tráng trộn lộn xộn trộn đi. 1, 2, 3, 3. Wow. 2. Wow. 1. 1. 6. Ủa? Lo gì? 6, dạ rồi 6. Rồi, mời chọn. Anh chọn dưới đi em 6. Ô, thì em vẫn là 3 đi. Anh là anh lớn nhất. Thôi, chọn đi. Anh đi đèo kìa hết á. Anh nhất, em nhì, em 4. Vô đây nha, 50 hay sao? Cà phê, mũ hết. Cuối cùng nha. 50 đi. Ê, với lại á, ở thành phố Hồ Chí Minh á, cà phê cũng là một trong những cái nét đặc trưng đó nha. Đúng. Mặc dù ở đâu cũng có, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dạng cà phê lắm. Mà ở đây có cà phê bệt, bây giờ em mình ngồi luôn. Vậy mình ngồi lấy cái bàn rồi bệt xuống mình hút cho anh. Đúng rồi. Bệt mà. Dọn cái bàn, dọn bàn. Dọn cái bàn đi, dọn cái bàn đi, Tâm ơi. Ngày xưa là có cái báo nữa nhưng không cần báo bệt đi. Đúng rồi, dọn cái bệt đi. Rồi xong rồi, khoan khoan, ai đóng vai chú dân phòng? Trời ơi, vô đi, vô đi. 10%, 10%. 50% đi. 50 đi, 1, 2, 3, vô. Thấy chưa? Trời ơi. Cái gì vậy? Chú ra phòng. Sao vậy chú? Có gì trong đó vậy? Nước mắm anh ơi, ghê quá. Nước mắm đi đâu ghê, nước mắm là đặc sản Việt Nam mà. Bây giờ mới vô xui vậy? Tại vì Hiếu nói là hả, tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh 25 năm. Đúng rồi, lúc này sống trong biết điều hay sao mà xui vậy? Hình như là mùa này là lần đầu tiên mùa này là chưa bao giờ đeo. Đeo là đúng rồi. Đúng quê hương của mình. Ê, vậy là anh em mình đeo đều hết rồi đó. Rồi. Rồi bây giờ là đây là phần thưởng là nào. Rồi. Hay vậy ta. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái điểm đầu tiên. Đây chính là cái dinh thự lớn kia trước mặt chúng ta ha. Dạ thưa quý vị khán giả, đội em gồm em Bảo Lâm, Chris Phan, Hiếu Thứ Hai. Và đội chúng em là đội bánh tráng trộn lộn xộn mà vui. Đúng là lộn xộn thiệt, đúng là lộn xộn thiệt. Vui nữa mà. Dạ. Nhưng vui phải không? Nhưng làm lại được không? Mà vui, 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 ok, vui, vui, vui hay vui? Vui. Vui, ok. Chưa dễ lộn xộn rồi đó. Dạ. Dạ thú vị giả. Và đội chúng em là đội bánh tráng trộn lộn xộn mà vui. Lộn xộn nhưng mà vui. Bây giờ là chương trình quảng cáo à. Lại bánh tráng trộn lộn xộn mà rồi uống mắm nó chà chèn não rồi. Dạ đội chúng em là đội bánh tráng trộn lộn xộn mà vui. Nhìn nè, một lần một đó là được liền. Đâu đâu à. Cứng nghề nè à. Vô liền, đừng lem em, đừng lem em. Thưa quý vị, dạ. Đội chúng tôi là đội xà bì trưởng, có làm có hưởng. Yeah. Trời ơi, nhìn lộn máy rồi. Không, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Máy nào cũng được mà à, đó. Thì đó, hôm nay đội mình sẽ đấu với đội bên kia. Dạ. Nói chung là thưa quý vị, đấu để theo cái kịch bản của chương trình thôi, chứ anh em thì cũng một lòng một dạ. Đúng. Một lòng một dạ đến với nhau, bởi vì đây là chương trình gì? Hai ngày một đêm tự do tự do.
Xin chào mừng các bạn đến với di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Để có thêm những thông tin hiểu biết về di tích lịch sử Dinh Độc Lập, xin mời các bạn gặp gỡ chị Trần Thị Minh. Chị là hướng dẫn viên của di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Dạ, em chào chị. Chào chị. Hello Viên, xin chào các bạn đến từ chương trình 2 ngày 1 đêm. Chào chị ạ. Dạ, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình từ đây ha. Dạ. Rồi, Hello Viên xin mời các bạn. Dạ vâng ạ, mời chị đi trước. Tôi sẽ nối bước theo sân. Mời chị. Mời các bạn đến với Dinh Độc Lập. Đây là nơi ở và làm việc của một chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Dạ. Thì các bạn thấy đây là cái khuôn viên rộng 12 hecta. Ở đây thì nó đã từng chứng kiến cái sự kiện lịch sử trọng đại đối với dân tộc. Dạ. Đầu tiên đó là cái sự kiện vào buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. À, 10:45 dạ. Thì xe tăng ở trước mặt chúng ta đây là 843 và 390 đá húc cổng Dinh Độc Lập tiến thẳng vào trong dinh. Thì đây là Dinh Độc Lập, là dinh thự mới được xây dựng bởi ông kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Nhưng mà cách đây hơn 100 năm đã có một dinh thự cũ được xây dựng ngay trên nền đất cũ này. Người Pháp sau khi họ chiếm xong 6 tỉnh Nam Kỳ, họ đã chọn một khu đất đẹp nhất ở Sài Gòn để xây dựng một dinh thự là nơi ở cho thống đốc Nam Kỳ. Và dinh thự được xây dựng năm 1868. Lúc đầu có tên gọi là Dinh Norodom. Norodom. Norodom là tên gọi của một vị quốc vương Campuchia. Trong một lần đến thăm Sài Gòn, chính phủ Pháp lấy tên của ông để đặt tên cho một con đường. Và cái con đường và cái công viên được đặt tên ông vừa làm xong lại chính là cái con đường trước cửa dinh. Và thay vì dân Sài Gòn và người Pháp gọi đây là Dinh Thống Đốc Nam Kỳ thì họ gọi theo tên đường cho tiện, và từ đó cái tên Dinh Norodom ra đời. Dinh thự mới được khởi công xây dựng từ ngày 1 tháng 7 năm 1962. Mình muốn nhấn mạnh một chút, nhắc tới Dinh Độc Lập không thì không nhắc tới kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Ông là người châu Á đầu tiên và là người Việt Nam duy nhất đạt cái giải thưởng Khôi Nguyên La Mã về kiến trúc. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế dinh thự này thì học tất cả những gì hiện đại nhất trên thế giới để xây dựng, nhưng nó vẫn mang cái hồn phương Đông thể hiện rất rõ ràng trong từng các chiết tự. Như tổng thể của dinh có hình chữ cát, có nghĩa là may mắn, tốt lành. Tầng 4 hình chữ khẩu đề cao giáo dục và tự do ngôn luận. Cái cột cờ sổ dọc chính là chữ khẩu, tạo thành chữ trung, gợi nên sự trung chính, và dinh thự là trung tâm trong thành phố Hồ Chí Minh. Hay mặt tiền diện, tất cả từ mái đón cho đến bao lơn danh dự, tạo thành chữ tam, thể hiện sự nhân ái, văn minh, kiên định. Và cái kỳ đài trên tầng 4 tạo thành chữ chủ, muốn thể hiện là cái dinh thự này có chủ quyền của dân tộc. Và cuối cùng thì tất cả các cái bao lơn và các hàm cột kép tạo thành chữ hưng, có nghĩa là cầu mong cho đất nước được hưng thịnh trường tồn. Và đây là ý nghĩa rất sâu sắc mà kiến trúc sư Ngô Viết Thụ muốn gửi gắm công trình này cho người đời sau là như vậy. Cảm ơn chị và chúc chị mạnh khỏe và sẽ gọi là cống hiến nhiều trong công việc. Cảm ơn chị. Chị cảm ơn các em. Chúc em có một chuyến vui chơi thành công và ý nghĩa. Cảm ơn chị. Trong các tour du lịch bình thường, hướng dẫn viên sẽ đưa khách đi xuyên suốt. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi muốn các bạn là những người tự khám phá điểm đến. Hai đội phải đi thu thập các lá cờ hiệu được đặt khắp nơi trong khuôn viên di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Ở mỗi điểm, lá cờ sẽ có kèm một câu hỏi hoặc thử thách. Nếu như các bạn vượt qua câu hỏi hoặc thử thách, sẽ nhận được lá cờ hiệu. Nếu như trả lời sai hoặc thất bại thì phải bỏ qua, không được thực hiện lại thử thách. Đội đến sau có thể thực hiện lại thử thách tại lá cờ đó. Các bạn có 45 phút để khám phá và thu thập cờ hiệu. Bây giờ, hai đội chia ra và sẽ có biên tập đi kèm với các bạn. Nói chung là tụi tôi nói trước là đội tụi tôi là thực ra là cũng có là người thành phố Hồ Chí Minh. Đó, rồi cũng có người Bà Rịa Vũng Tàu. Đúng. Tôi Đồng Nai Quảng Nam. Đúng. Thì cũng vậy đó. Cũng dữ dằn. Chúng tôi cũng có người thành phố Hồ Chí Minh. Đúng. Cũng có người Đồng Nai. Đúng. Cũng có người Kiên Giang. Đúng. Cũng có người dân biển. Thì thôi, chúng tôi xin phép đi trước. Ủa? Đi rồi hả? Đi rồi. Đi trước đi. Là đi chỗ khác thôi. Đi vậy luôn. Chúng tôi đi. Ủa anh, đây nè, có cái lá cờ vậy nè, rồi giờ sao? Bạn kỹ thuật đã. Bây giờ ý em thấy kìa không anh? Thực ra là... Ngoài trừ kiến thức nha, tụi em không có kiến thức. Thì đâu mình đâu biết người ta hỏi gì đâu. Nên mình hỏi ý trước, khi câu hỏi chốt cuối cùng, đáp án chốt cuối cùng. Đúng rồi, mình phải hỏi ý nha. Hỏi ý nha. Dạ. Bây giờ người ta trả lời cái lá cờ đầu tiên rồi á. Đây anh, đúng rồi, đây nè. Bên đây có, có. Không? À đây, có rồi, có. Rồi, câu hỏi gì ạ? Đây, chúng tôi có một cái lá cờ mang tên là 7.
Phía sau anh là căn phòng đại yến. Trong căn phòng đại yến có một cái bức tranh sơn dầu do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẽ. Ghê ha, ông này cũng giỏi quá ha. Nội dung bức tranh được thể hiện qua hai câu thơ chữ Hán. Câu thơ như sau, dịch ra tiếng Việt của mình là Cẩm Tú Sơn Hà, Thái Bình Thảo Mộc. Vậy cho em hỏi, cái chữ Cẩm Tú ở đây có nghĩa là gì? Cẩm Tú Sơn Hà. Cẩm là gì ta? Cẩm là cẩm đẹp hả ta? Em chỉ biết sôi nếp cẩm là gì thôi. Sơn Hà là núi, Sơn Hà là sông núi, Thảo Mộc cỏ cây. Thái Bình là đẹp, nó phải là một tính từ. Anh giỏi quá vậy, qua đến tính từ đó hả? Nó phải là một câu tính từ. Giang Sơn gì? Đó, Giang Sơn. Giang Sơn, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đáng quá. Giang Sơn Việt Nam, non, Việt Nam, non, Việt Nam đất. Giang Sơn gấm gấm dốc. Gấm vóc là vải nha. Nó vải đi. Khoan, Cẩm Tú Giang Sơn. Cái câu sau là Thái Bình Thảo Mộc. Vậy là nó phải dùng đất, đây là một dùng đất đẹp hả ta? Đất. Thôi anh thấy là vải đó. Vải đi. Em có nói vải đi. Đẹp từ vải đi. Ừ, đẹp. Vải thôi, đó Cẩm Tú là gì? Đẹp. Thì nó vải đi rồi. Một vải lụa. Không biết đẹp không? Một vải lụa. Một vải lụa đẹp. Vải thôi. Vải thôi. Vải thôi. Coi như là mình đúng câu này đi, tại vì cái nghĩa chính xác của nó là từ gấm vóc. Trọn vẹn nghĩa câu thơ phiên âm ra là non sông gấm vóc, cỏ cây Thái Bình. Thì bây giờ là mình đúng cái câu này rồi. Wow. Thì mình lấy cái lá cờ giùm em. Và mình sẽ đi tìm cái cột cờ thứ hai. Ủa, rồi cái cờ ngay đây mà. Đầu tiên đi. Mình tụi em sẽ trải nghiệm cái cờ đầu tiên. Đúng. Riêng riêng. Ủa, lá cờ chúng ta có số 6. À, số 6. Ông Ngô Viết Thụ, kiến trúc sư của Dinh Độc Lập đã giành được giải thưởng Khôi Nguyên La Mã. Đây là giải thưởng danh giá trong lĩnh vực hội họa, điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc. Vậy nguồn gốc giải thưởng Khôi Nguyên La Mã do đất nước nào tạo ra? La Mã. Mấy La Mã thì phải là La Mã chứ. Thì phải. Mã. La Mã thì là mà đa số mấy cái giải thưởng thì là Ý, Pháp đồ đó. Ừ, mấy Pháp. Nước châu Âu. Ý thì sẽ Ý thì nó thiên về kiến trúc nhiều hơn. Ý là bên thời trang. Vậy thì mình chọn là Pháp đi anh. Pháp đúng không? Pháp mà ở Pháp đi. Không thì thường là kiến trúc Pháp thì rất là nổi tiếng. Đúng rồi, mà nãy gài La Mã là không phải đúng không? Đúng, nhiều khi nói vậy thôi. Riêng. Đội bánh tráng trộn đã có câu trả lời ạ. Mọi người chốt đáp án. Dạ, câu trả lời của chúng tôi là Pháp. Đáp án Pháp là một đáp án chính xác. Yeah. Đúng rồi con, em học. Hay quá. Hay quá, ăn học thiệt luôn. Bạn bánh tráng mà chỉ giỏi quá. Góp phần cho anh thôi. Rồi. Tụi tôi là bán bánh tráng giả dạng như cái kết thôi. Tụi tôi là chủ tịch hết đó. Ồ, có một cây cờ nữa kìa. Đi thôi. Sáng rồi. Lên lầu đi nào chị? Lên lầu đi này. Cờ đây anh. Số 2 ạ. Ai là người quyết định đổi tên Dinh Norodom thành Dinh Độc Lập? Hồi nãy chị nói đó anh. Là một kiến trúc sư phải cái ông gì người Pháp à, đúng rồi à, Ngô Đình Diệm chính xác. Chị Minh chị nói đó trời ơi. Lên lầu đi này. Ủa phòng này có không ta? Chị lên lầu đi, bên kia hả chị? Bên này phòng này có không? Bên này, lên lầu bên này. Dạ. Ủa cái câu vừa rồi sao nó dễ quá vậy? Mình câu số 7 là khó đó. Câu nãy đầu khó quá. Đây có không? Tìm cơ. Đi. Ê, có cái Google. Ha, đây nè. Đúng chung gian. Phòng nội cát. Đây là phòng nội cát. Mình có nên đọc trước không? Đúng, không, mình đọc không, trước sao cũng vậy mà. Mình đọc trước rồi mình hẳn bấm chuông. Mà thấy đây từ tiếng Anh tiếng Pháp không nè. The meeting thôi, có tiếng Việt. Hay là anh không biết đọc tiếng Việt. À là nơi diễn ra các cuộc họp của Hội đồng Tổng trưởng và Nội các Việt Nam Cộng hòa. Ren. Câu hỏi số 4 của mọi người ở vị trí này như sau. Tổng thống cuối cùng trong chế độ Việt Nam Cộng hòa là ai? Gì đó mới nói đi. Không phải ông Thiệu. Con Ngô Đình Diệm. Mấy chị này ấy chưa mà. Chưa. Trời, sao mấy chị cười không nhận mấy chị cười, phải hỗ trợ chứ. Thiệu. Tổng thống cuối cùng ạ. Đúng là chiến thuật này hay nè. Rip. Tối hôm qua em có dò bản cuối chương. Wow. Nhưng mà cuối cùng đọc qua cái lịch sử. Đó thì đọc lộn qua cái trang lịch sử. Thì theo các dẻo hồng nhắc đó là Dương Văn Minh ạ. Dương Văn Minh là đáp án cuối cùng của đội bánh tráng trộn ạ. Dương Văn Minh là đáp án chính xác. Yeah. Cảm ơn chị. Đi tiếp thăm mấy chị ơi.
có cờ rồ rồi có cờ á. Đúng rồi, kinh nghiệm game show em có cờ rồ có cờ nha. Bây giờ em giỏi quá. Số 9, hành lang lầu 2 được bao bọc bởi bức rèm bằng hoa đá. Đây là tác phẩm bởi điêu khắc gia Nguyễn Văn Thế thực hiện. Những bức rèm hoa đá này có hình ảnh tượng trưng cho cái gì? Cây tre. Bụi tre em. Anh chốt câu trả lời đi. Đốt tre đó. Tre. Đốt tre đúng không? Câu trả lời sai, nó là đốt trúc. Ủa? Không, anh tre khác, trúc khác. Với lại tre, trúc nó là hình ảnh tượng trưng cho người quân tử. Chứ tre nó không có tượng trưng như vậy. Cho nên là câu trả lời sai. Đi đi, trúc đi. Không được anh ơi. Không sao, sai thôi. Dạ, sai. Anh để lại cờ cho em nha. Trúc hay tre ha? Dạ, trúc. Trúc là đốt trúc. À, vậy là khả năng là đầu kia lát cũng sẽ quay lại đây đó. Yeah. Trúc cũng phải tre nha. Mà tiếng Anh là bamboo hết nha. Bamboo hết á. Nhưng mà mình cũng phải đúng luật chứ, mình sai. Cầm 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 cầm. Bên kia bên kia. Này cái cửa kìa. Đây đây, em thấy nhanh lắm. Người thành công có đó đi riêng nè. Đây 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 đây. Cao vậy? 11. Sao 11. Mình cao không vậy? Rồi bức tranh nữa rồi. Ủa sơn dầu không luôn. 11. Đây là bức Bình Ngô Đại Cáo do họa sĩ Nguyễn Văn Binh thực hiện trong căn phòng Trình Quốc Thư. Trung tâm của bức họa là một vị vua trong buổi lễ tuyên bố chiến thắng sau khi đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Đó là vị vua nào? Giặc Minh. Giặc Minh. Vị vua giặc Minh hả? Trần Lê Lợi. Lê Lợi. Dạ, đáp án chính xác. Lấy giùm em lá cờ này. Trời ơi. Trời ơi, cái này vừa thể lực mà vừa kiến thức đi nha. Ê, hồi nãy giờ mình chưa xuống hầm chứ mọi người. Dạ. Xuống, ở dưới có bao nhiêu chiếc xe? Trời ơi. Hầm gửi xe. Ê, mình xuống dưới đây là ai hỗ trợ mình? À, có một cây cờ nè anh, thấy chưa? Trời ơi, ở đây nhìn áp lực của em ơi, ở đây nhìn kiến thức quá. Rồi, ở đây nhìn địa lý nha. Ở đây nhìn địa lý kiến thức quá. Rồi, ren. Ren. Lá cờ số 17. Đây là căn phòng hầm tham mưu tác chiến. Đội chơi sẽ nhận một đoạn mã MOX cần giải. Đồng gì? Mã MOX. Trời ơi, MOX. Mã MOX. Giống như bấm tít tít là A, tít tít là B. Đúng rồi, đúng rồi. Một người sẽ nhận một đoạn mã của chương trình và ra tín hiệu bằng cách thổi còi. Hai người còn lại sẽ phải giải mã, giải được từ khóa của mã mắc đó thì đội các bạn thành công. Ủa, cái mã mót là ngày xưa học ở đâu vậy? Cái mã mót là trong phim đồ thôi chứ tới là đời dạy đúng đời không? Đời dạy, mã mót đời dạy. À, cái ủa sao mã mót là gì? Là giống như là xưa người ta ở ngọn hải đăng đó, người ta bấm kịch kịch là bao nhiêu đó là cái mấy cái thuyền là thấy. À, cái remote thì biết. Cái remote là mở tivi thôi. À. Đầu tiên tôi mời cần biết rằng là ai sẽ là người ra tín hiệu còn ai sẽ là người giải mã. Chắc em ra tín hiệu đi. Em giải mã hả? Ok, để em giải mã ra. Anh làm gì? Anh làm gì? Anh phụ nó. À, nó có trong đó có bản đồ anh cứ nhận nó. Cái bảng mà mót. Ê, nãy biết mà chơi mà trí tuệ vậy là mình bị chia lợi đi. Còn đây bộ đề mã mót. Đây là chiếc còi của ráng nha anh Lâm. Thôi, nè. Đó, dài. Dài. Đó là te, không? Te nè. Ủa? Cái đó là thử son em ơi. Không, sợ. Cái này người ta đưa cây còi mình thổi không chuyện của mình. Mình mót hai ngày một đêm. À. Nè. Từ 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 từ. Nói nha, nói nha. Ờ, dài mới thổi, ngắn tôi không thổi à. Dài nè. Dài. Rồi rồi rồi. Rồi ok ok. Nè, chữ thứ hai nè. Rồi. Ok. Rồi. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi 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 anh. Rồi chữ thứ ba. Rồi rồi. Rồi, rồi chữ thứ tư. Rồi chưa? Rồi rồi được. Rồi 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 qua. Rồi. Chữ thứ năm. Đấy, gì dữ vậy? Lại coi. Tại khúc này ngắn lắm. Trời ơi, làm lại đi em. Anh thử son ha. Thử son ha là em có rồi, chưa? Rồi, em có rồi. Cái gì hiểu thông minh ghê ta. Có thông minh ghê á. Rồi, em xin mạnh dạn đoán. Bây giờ khúc này em mạnh dạn đoán. Rồi, còn hai chữ thôi. Là... Đúng vậy. Đấy, rồi, rồi. Rồi, rồi. Anh hiểu chưa? Còn gần chữ cuối, gần chữ cuối. Anh Lâm nói chữ cuối đi, anh Lâm. Anh nói đi, nãy giờ tôi hiểu tôi chết liền luôn á, cái gì đó chơi vậy? Ủa là sao là như một người ở thế giới khác tới vậy? Là cái này là sao, có ai đời dạy hay là đi học có dạy cái này không ta? Trời ơi, mã món người ta chỉ có hai tín hiệu thôi. Đúng. Rồi sao dò qua đây nè, như dò lô tô thì dò được. Chứ sao mà tự nhiên bập tao sao giờ dưới quê đọc lô tô đọc hay lắm. Hay lắm. Mà tự nhiên tôi dò cái thỏi bập thẹt, bập thẹt cái nó ngồi đây nó ghi. Nó ghi chữ đó là bập thẹt.
là kêu Hiểu rồi, chơi đi. Rồi cái chữ cuối nè, Hiểu Hiểu nói có đúng không? Nè chữ cuối nè, quýt quýt quýt, đúng rồi, quýt quýt. Hỏi ba cái không biết. Rồi rồi, em đoán luôn đi em. Xin chào ạ. Các bạn chắc chưa? Chắc. Dạ chắc rồi ạ. Hai bạn này thôi, Lâm không chắc, đừng có Hiểu đâu chắc. Thì nhưng mà theo số đông chứ. Chắc. Vậy đáp án cuối cùng bắt đầu rộn ra. Xin chào. Xin chào là đáp án chính xác. Mời các bạn lấy cờ. Yeah. Trời ơi. Dạ. Ê, mấy đứa này sao thông minh dữ ta. Là ơi là lát cho mượn tờ giấy này ra học lại cái này coi sao nè. Cái này nó khó vậy. Cái này còn khó hơn xin cô xin tan cô tan rồi đó. Khó vậy. Số 12 em ơi. Lại là tranh sơn dầu nữa nè. Số 12. Ở đây là bức tranh minh họa cho truyện Kiều ha. Và thử thách của các bạn là ba người sẽ phải học thuộc ít nhất là hai khổ thơ ở trong đây. Học thuộc đó nha. Em nghĩ là ba anh em mình nên đọc một hai khổ liền nhau, bởi vì người này đọc người sẽ nhớ lại, người sẽ nhớ lại dễ hơn. Thì đấy nè. Anh đầu tiên nè, chàng Vương quen mặt ra chào hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa. Nguyên người quanh quốc đâu xa. Nguyên người quanh quốc đâu xa. Họ Kim tên Trọng vốn nhà Trâm Anh. Nền phú hậu bậc tài danh, văn chương nết đất thông minh tính trời. Phong tư đại mạo tốt vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Lại chung quanh đất nước. Thôi đã đó rồi, đủ rồi, đủ rồi. Hai ba anh em ba hai khổ được rồi. Rồi đủ rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Nền phú hậu, nền phú hậu, nền đất, nền phú hậu. Bậc tài danh, văn chương nết đất thông minh tính trời. Vương quay mặt ra chờ hai điều ở lề để bảo dưới anh. Đây. Để anh để đây nè, anh có mở đâu. 2, 3. Chàng Vương quay mặt ra chào hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa. Nguyên người quanh quốc đâu xa. Họ Kim tên Trọng vốn nhà Trâm Anh. Nền phú hậu bậc tài danh, văn chương nết đất thông minh tính trời. Phong tư tài bạo tốt vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Rồi à, anh cuối cùng đó. Rồi ok chính xác. Lấy yeah rồi. Ôi đi anh ơi. Yeah. Rồi. Rồi. Rồi go go. Đi bên kia đem ba cái cờ xuống rồi kìa. Ê ê ê cái gì? Ờ. Mình ráng trả lời nha. 15 ạ. À. Biên tập quá mất thời gian của chúng tôi. Nếu như chúng tôi mà bị rớt thì hả, biên tập phải chịu trách nhiệm. Tại căn phòng giải trí. Và đây sẽ là một thử thách may mắn dành cho các bạn. Trên tay tôi đang có mặt đồng xu có chữ yes và chữ no. Bây giờ tôi sẽ sóc đĩa. Các bạn chỉ... Trời ơi, cái gì mà sóc đĩa đây? Cái gì? Bây giờ tôi sẽ sóc đồng xu này trong chiếc đĩa và cái bát. Các bạn chỉ việc đoán xem là cái mặt hiện lên là yes mặt no. Yes or no. Bây giờ đưa tôi sóc được không? Mình muốn tự sóc, mình quyết định cuộc đời chính mình. Nếu như các bạn tự sóc, tôi quy định rằng sẽ phải sóc trong ít nhất 10 giây. Và phải sóc mạnh chứ không được sóc nhẹ. Đấy, chưa học tới. Đúng. Vậy mình sóc luôn đi. Anh áo thuật đi. Đi, hai cầm đi. Rồi. Yes or no đúng không? No, no bây giờ mở ra coi trước anh ơi. No. No à. No. Yes. Vậy yes trước nha. Yes. Ok. No no. No no. Yes yes no no. Yes yes no no. No 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 no. Yes yes no no. Ê cú cuốn nó mẻ nó cuốn cú tuyết. Yes. Yes. Đúng không anh? Yes. Yes đi. Yes đi tiếp. Chắc chưa? Yes. Thôi lợi chưa? Yes vô yes tolo luôn đó. Lợi không? Thử đi, thử bây giờ ra đi. Không, bây giờ mình coi cái. Coi thử, tụi em không lấy này, tụi em coi thử. Không được. Ủa? Chơi mà ấy quá. Chỉ một lần duy nhất thôi. Chịu luôn. Thôi yes đi. Yes đi. Các bạn chốt chưa? Chốt. Rồi mời các bạn mở. No, no, yes, 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 yes. Yeah. Trời ơi, hai nhà ảo thuật gia đây mà sao em lỡ. Trời ơi. Thưa tụi tôi diễn hội chợ. Trời ơi, tụi tôi móc đồ này nọ ghê lắm. Tụi tôi có cái chip mà. Tụi tôi đi ngang, yeah. Tụi tôi bán mấy hàng đi trên là tóc tóc. Xuống Hàm hả? Xuống Hàm. Mấy bộ chậm bên kia lấy được hết chưa? Không, mình cứ đi xuống.
Bây giờ mình tìm cờ trước đi. Có đâu, người ta đi rồi chứ dễ gì. Không có. Không có. Hết hả? Ui, liên lạc. Anh ơi, mình đây nha, em bên đây. Có không? Em tụi em đang coi. Trình ơi, giùm đi đâu nữa? Ủa? Dắt mình qua trường học. Ủa? 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 Xin chào. Đi cái xe kìa. Tụi con tham quan hả? Dạ. Hello mấy con. Hello. Trời ơi. Hello con. Và đây là chương trình 2-1 lên. Và đây là chương trình 2-1 lên. Yeah. Quá dễ thương. Cảm ơn con, giờ bật coi nha. Rồi đi học đi. Bye. Nha. Ôm chú cả đi. Yeah. Không được. Nhớ về con chơi. Tụi con chơi chỉnh nha. Chơi game. Thôi tụi con đi học đi. Nè quay tụi con nè. Cảm ơn con. Bye bye tụi con nha. Nhiều khi cái câu hỏi này là câu hỏi bên kia trả lời sai. Đúng rồi. Đây là lá cờ số 5. Câu hỏi số 5 của chúng ta như sau. Reng. Các bạn thấy hai chiếc xe tăng rồi đúng không? Dạ. Chiếc xe tăng số hiệu 843 và chiếc xe tăng số hiệu 390. Đâu là chiếc đã hút tung cổng chính của Dinh Độc Lập vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975? Chiếc nào trước anh? Chiếc 390 hút tung cổng chính ngày là ngay chính giữa, còn chiếc kia là hung cổng bìa hồi nãy đụng cổng bìa mà mình ấy. Mình đi vô hả? Đúng rồi. Chiếc này mặc dù là bự hơn. Là dẫn đầu nhưng mà chiếc này lại vào trước. Thì không, cái miệng em bây giờ em làm em tự tin hai lần rồi đó. Không có, hồi nãy em có nghe cái chuyện. Nghe rồi đúng không? Em có chuyện nghe chị Hồng. Chắc chắn anh. Tụi tôi chốt là 390 là đáp án chính xác. Yeah. Chúng ta về địa điểm tập kết. Đi thôi. Bây giờ 5 cây vậy. Trời ơi. Cảm ơn tụi con, bye bye tụi con. Bye bye. Bye bye. Rồi các bạn ơi, các bạn có coi chương trình 2 ngày 1 đêm không nè? Bây giờ chú Lâm với lại chú Hiếu, chú Rít nói là đây là chương trình 2 ngày 1 đêm. Tụi con nói là tự do, tự lo nha. Yeah. Rồi, sẵn sàng chưa? Dạ, các con ơi. Chú Áo Đen. Hôm nay các con vui không? Vui. Các con ơi, chúng ta đang tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm. Tự do. Nghĩ là biên tập bên kia dẫn đường hay sao á, còn biên tập ở đây không có nóng cái gì. Không, bên đây là vừa vô là kêu xuống hầm. Xuống hầm mà toàn xuống hầm là mà. Đi hầm luôn. Đi hầm luôn. Nè còn em thấy biên tập bên đây. Đi. Nè, trả lời. Nè. Cậu này đúng nè. Trả lời đi. Còn biên tập anh Thành bắt đi vui. Còn xuống hầm không? Mà bắt nói gì vui đi. Thôi thoại thoại đi, mắc cười đi. Thì đó, nhờ vậy mà bây giờ bị đì đó. Tắt điêu. Rồi bây giờ đội của Giang có vẻ đang rất là tự hào bởi vì các bạn kiếm được nhiều cờ hơn đúng không ạ? Dạ. Dạ. May mắn thôi. May mắn là hồi đó có đi học thôi. Được rồi, như vậy là tổng kết cờ đội của Giang Bảo Lâm, Quốc Sơn và thứ hai các bạn được bao nhiêu lá cờ ạ? Bánh tráng trộn đội chúng em đem về tổng cộng là 5 lá cờ. Bởi vì là thủ AK mà. Đúng vậy. Còn sao bị trưởng các bạn được bao nhiêu lá cờ? Dạ nói nào ngay. Tụi em mang tới đây được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 thôi à. Nhìn lá cờ. 11 với 5 là 16, còn 2 lá. Như vậy là trên tay tôi là tấp chi phiếu 300 ngàn đầu tiên đã thuộc về đội Sabi trưởng. Yeah. Ủa, đội mình có tiền không? Trăm rưỡi cũng được. Tiền chứ. Trời, vậy mà hồi sáng chào đầu anh nói là lên phố dễ kiếm tiền lắm. Tại nhà khó quá. Trời, phải kỹ chứ. Vậy mà anh Giang nói hả là đây hả? Đúng không được. Tình thương dễ kiếm tiền. Bây giờ cạnh tranh nhiều quá. Anh dụ mình lên thành phố. Thì tụi mình quá giỏi, gấp đôi cho nên là cái phiếu 150 là của mình luôn. Wow, yeah.
anh. Có đâu. Sao anh hồi sáng anh chẳng đàng hoàng. Ủa sao mà nói sống đàng hoàng. Đây nè, chẳng đi. Tụi em vé xe em về quê đó. Năm đúng rồi, mỗi 50 đi về đi. Mà 50 về đâu tới quê. Mới ra tới hàng xanh hết tiền rồi. Rồi đứa này tôi cho tặng cho anh nha. Dạ cảm ơn, tấm lòng hảo tâm ạ. Thôi bây giờ anh em không sao, thua kéo đây. Bài kêu khác. Thưa quý vị, đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Yeah. Ôi, nơi đây rất là quen thuộc. Đây là sân khấu chống đồng. Đúng, anh Huy được kéo đó chưa? Anh Hằng. Hồi xưa là mối vậy luôn. Tuấn kêu rồi. Rồi, anh Giang khỏi nói rồi. Hiếu chưa được kêu. Đúng rồi, em chưa thôi chưa. Ngày xưa là có 3 điểm diễn là dễ treo hình nhất là 126, Điểm Hẹn Sài Gòn và chống đồng. Bây giờ là có một cái sân khấu mà nó sẽ phục vụ. Ngày Tết là em sẽ diễn cái đó, thường thường diễn đó, sân khấu Đầm Sen. Đúng rồi. Đầm Sen hồi xưa anh là hay diễn live show. Live show mùa Tết là khoảng tầm 10, 11 giờ. Là anh diễn tới 1 giờ. Rất là kỷ niệm đi diễn, rất là kỷ niệm đi đẻ là má Hiếu thứ hai đẻ ở cái từ Vũ kế bên đây luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi anh. Ủa, rồi thôi. Anh chở mẹ em đi hả? Là đối với cái tiểu phẩm này hề hề đó là biết là Hiếu hai đẻ ở từ Vũ thì chúng ta vừa đi ngang qua từ Vũ luôn. Ê ê, ở trên đây có một cái chợ rất nổi tiếng nha, khu quận này cũng là nhà anh, quận 10 nè. Thôi nghỉ, đồ ăn rồi. Đúng rồi. Ẩm thực, ẩm thực nhất. Cái đó là ẩm thực Campuchia. Chợ đồ ăn. Ê ê ê. Hoa nữa anh. Hoa, hoa. Em nhập hoa đó luôn á, thì hai chồng chạy đây nhập hoa. Hoa luôn. Hoa đó mà chợ, ở Sài Gòn có hai chợ hoa lớn là chợ Hồ Thị Kỷ và chợ Đầm Sen. Sen là chợ hoa cũng nhiều quá. Ủa hay là có đi đi Đầm Sen không? Thôi nói chung cho hấp dẫn là được. Đúng rồi. Sáu anh em mình là được. Đúng rồi. Mùa này mùa em nắng nồi hay mưa dầu. Có sao đâu anh em mình còn có nhau. Một cái nơi mà tuổi thơ nào cũng đã từng ghé. Rồi chào mừng các bạn trở lại với Đầm Sen ha. Gọi là trở lại là bởi vì là đây là một cái nơi mà có lẽ là tuổi thơ 8X, 9X nào ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng có kỷ niệm ở đây hết. Có một cái điểm ở đây thì cả nước không đâu có luôn. Các bạn có biết là gì không? Bằng Đăng. Chính xác, Bằng Đăng. Đó là Bằng Đăng. Đúng rồi, Bằng Đăng, Đầm Sen. Đầm Sen là có nhiều cái đi đầu ở thành phố Hồ Chí Minh lắm nha. Yeah. Hồi xưa đạp dịch thành phố Hồ Chí Minh cũng là Đầm Sen đầu tiên luôn nha. Đúng rồi. À, câu ca sấu nữa anh. À, đầu tiên là đi Đầm Sen đạp dịch đó. Đúng rồi. Ừ. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ được giảm bớt cái sự nóng nực của thành phố Hồ Chí Minh ha, bằng cách là chúng ta đi tham quan ở Bằng Đăng. Wow. Chúng ta sẽ được tham quan và sau đó thì chúng ta sẽ có một trò chơi ở đây. Yeah. Trò chơi là không cần đồ lạnh. Chơi luôn. Chơi. Rồi. Đây là kiếp thứ hai của tôi. Tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt. Cứu tôi mình ơi. Trời ơi, sao lạnh vậy? Lạnh vậy? Lạnh nha, chết á. Bây giờ thì xin mời các bạn trang bị để chúng ta vào tham quan trước. Đây rồi, yeah. Wow. 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 Em chia sẻ thì là lần tiên anh. Trời ơi, cái này mà có ly nước chanh ha. Trời ơi. Đá chanh luôn á. Giả tay hả? Giả tay á. Vô giả tay. Cái này nhiều đồ nó băng mà anh em ơi. HF fan. Trời ơi, đẹp quá giờ. Băng với lại đá, cục nước đá nó khác nhau chỗ nào? Nước đá là đông lạnh dưới 0 độ C thôi. Còn băng đăng là nó âm luôn. Đúng, nó âm nhiều và nó nhiều năm rồi. Nó là băng. Mê cung cá rồng nha anh, đi mê cung không? Ê, đi mê cung anh em, đi mê cung nè. Mê cung nha. Cá rồng hay cá rồng? Thôi. Bắt đầu nó lạnh cái quần rồi. Mê cung, mê cung, mê cung. Áo không lạnh chứ cái quần lạnh. Wow, mê cung, mê cung.
Ồ, làm sao mình biết ở bên chúng ta? Vô thôi. Ồ, thiệt là mê cung. Wow, đã quá, đã quá. Nè, ăn đá không anh ơi? Ăn con cá nè. Trời ơi. Thành cố đô Huế. Ôi, đi tới Huế rồi kìa. Thành cổ ơi, Huế. Thành cổ Huế đô chờ là hay Huế thưa anh. Chùa Bông Cồn là mọi người. Chùa Bông Cồn đẹp quá. Khuê Văn Cát nè. Khuê Văn Cát nè mọi người. Trời ơi, có đền Tamaha nữa kìa. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá hả? À, đi ra, đi ra. Lạnh quá. Đi đường nào, đi đường nào? Lạnh quá. Đi đường này. Ờ. Đuổi à. Lên, lên, lên. Wow, cái camera nó ố luôn rồi. Ê, cái sụn mũi nó lạnh luôn nè. Rồi cái sụn mũi đi. Bây giờ nước sụn mũi đó nha. Rồi cái sụn á. Thôi. Cái sụn lạnh quá vậy. Lạnh nè, lạnh luôn. Coi chừng là người ta bỏ sụn thép vô cho em á. Trời ơi, sụn giữ nhiệt. Trải nghiệm sơ sơ thấy có lạnh lắm không ạ? Lạnh gì, rất lạnh. Lạnh, lạnh. Chúng ta có một bàn cờ ở đằng sau tòa nhà mô phỏng trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Mỗi người sẽ được phát 5 quân cờ. Lần lượt từng cặp sẽ đấu với nhau. Các bạn dùng tay búng viên cờ của mình sao cho đẩy được viên cờ của đối phương rơi ra khỏi bàn cờ. Cho đến khi đẩy được hết 5 viên cờ của đối phương, bạn sẽ được ra ngoài và đối phương sẽ ở lại phòng lạnh đấu với người tiếp theo. Cứ như vậy, cho đến khi đội nào còn lại người cuối cùng ở trong băng đăng là thua. Thoát khỏi băng giá. Bên đây cử mẹ già lên trước đó. Ôi, anh hùng sao qua ai mỹ nhân? Mỹ nhân hiếu thì hay. Trời ơi, hiếu thì hay vô đi à. Bún 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 là nghề của em à. Lắm mà đừng có giỡn nha mọi người. Em nhìn nó âm mười mấy độ hay sao Hiếu? Em không nhớ là nó lạnh vậy luôn á. Lạnh chứ em. Băng mà không lạnh. Trời ơi sao lạnh vậy? Lạnh vậy? Lạnh vậy? Lớn rồi. Lạnh. Các em ơi, hãy coi nè, anh thử nè. Rồi, ok anh. Gừng gần dài gần cay nằm đây nè. Để em coi chiến thuật anh sao. À. À. Ủa. Ủa gì mạnh vậy? Trời ơi. Đúng là người này háo đá. Chưa cái gì mà đá người ta rồi. Không lẽ anh lọt ở đây đúng không? Em hiểu không? Em hiểu không? Hiểu không? Em hiểu, em hiểu. Anh chỉ nhắm ở giữa thì nó xịt qua hai bên là rất rất em thôi. Không lẽ anh lọt ở đây đúng không? Em hiểu không? Em hiểu không? Anh chỉ nhắm ở giữa thì nó xịt qua hai bên là rất rất em thôi. Đâu có dễ anh. Yeah, một đều một đều. Từ một nhích một bước nữa. Ừ. Yếu. Hay vậy. Hay vậy. Trời ơi. Trời ơi. Ờ, em bắn được hai cái luôn phải không? Phải không? Hụt đi, hụt đi. Ê. Trời ơi, Giang vợ quá. Sẩm nụ liền, anh Giang sẩm nụ liền. Hết cây. Búng cho anh về luôn nè, anh về nghỉ với vợ luôn nè. Búng Giang, Hiếu. À. À. Trời ơi. Trời ơi, kế bên. Trời ơi, Hiếu. Nhà liền ngón tay cho cố vô. Càng ngày cái nét mà hay cho lên.
Trời ơi chết tôi rồi. Trời ơi chết tôi rồi. Làm sao em có thể em hiểu không? Anh Giang chơi chiến thuật nha. Thử quá quá câu quá. Giữ nha. Em hiểu cái gọi là cái của anh chưa? Em hiểu. Chiến thuật anh chưa? Khó. Khó nha. Khó nha. Hay là mình chạy ra. Chạy là chạy đi. Ta. Chạy đi. Khó lắm, đừng có giỡn. Hay. Một cái bốc là xong. Không biết là xui sao. Em làm như nó có đường dây sẵn vậy. Kém mới là có cơ hội rồi. Em vô đi. Ok, em vô thử chưa? Thằng bé liễu. Anh vô hách cởi áo khoác cho em. Hả? Hách cởi áo khoác cho em. Bé liễu quá. Baby Boo, em rồi. I'm here. Baby Boo. Có bình oxy đấy không? Trời ơi. Ừ, bé thở oxy chổng. Đang đuối miếng rồi đuối trời. Bé yếu lắm. Mình chỉ chơi một hai chiến thuật mà vậy hả? Dụ là nó yếu liền. Ủa? Đó, em rút kinh nghiệm rồi, rút kinh nghiệm rồi. Cái tay em bị mạnh quá, búng đi xa lắm. À vậy hả? Jenny ơi, phù hộ đi Jenny ơi. Cầm Jenny mới không phù hộ mà chuẩn bị vớt ra hết luôn nè. Con em còn có hỏi, Hay vậy. Hả? Được ra rồi. Trần Ý ơi, chúng ta phải thoát khỏi đây thôi. Mày chơi lớn nè. 2 Mà ơi. Ui, xém quá. Trời ơi. Ôi đâu. Ở đây chơi anh xíu gì mà. Ơi. Còn gì á? Đây, em biết chiêu rồi. Ôi cha. Anh định làm gì em? Để em coi anh định làm gì em. Trời ơi. Mà bò ly. Bò ly. Chúng nha. Chúng nha. Làm ơn chúng giùm. Thái. Sao? Lạnh quá anh ơi. Hay quá, hay quá. Trời, uống bia dở quá ha. Trời ơi. Lạnh gì không nổi luôn á. Đào tài nha. Trời ơi. Tôi luôn luôn là tôi, Ngô Kính Huy không bao giờ buồn. Tôi buồn mình ơi, cứu tôi mình ơi. Cứu tôi mình ơi. Tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt. Welcome drink. Lấy cho em đi đá bào đi. Ok. Ok. Đá bào đúng không? À không, trà chanh giả tay. Giả tay. Ok. Thôi bên đó con còn có nước uống rồi, bây giờ mời mấy anh em chạy đi. Trời ơi, ở đâu ra vậy? Được thưởng hả? Thôi có em vô đó em bắn em bán ăn tiền đúng rồi, em bắn em ăn được cái chai vô đây sữa này. Ủa, thưởng vậy? Đâu vậy? Em ơi. Chai của anh nó lạnh lạnh đã vậy?
em đem từ trong băng đăng ra mà. Này sữa trái cây lớp mento, hương vị tự nhiên. À, vị trái cây tự nhiên đấy. Qua là gì? Cam. Cam đào, với em đào. Hương dâu. Vô nè. Vô nè. Không? Vô nè, hết lực cho anh. Lên đường. Trời. Xuân đã đến bên em. Giang xuân thật đẹp. Còn y nguyên 5 con mà anh Quy còn 2 con à. Hay vậy. Xuân đã đến bên người. Chơi nhanh quá. Nhanh quá anh. Đúng rồi, mình chơi tôi xíu đi. Trời ơi các bạn ơi, em thấy là trò chơi này quá dễ đi. Thì mọi người vô đây mà đặt là câu thời gian rồi tiểu phẩm rồi cho hụt tới hụt lui đâu. Đúng rồi. Chứ quá dễ. Chứ đã nhường mà. Nhường đúng không? Chứ sao anh chơi sắc gì phát hoạt gì vậy? Trời ơi. Hả? Anh chấp tôi 2 quân đi chứ. Thôi điên cùng đi chung rồi. Trời ơi. Tự tác luôn. Trời ơi. Ủa? Anh ơi, anh khỏe không? Khỏe. Anh đang ổn không? Cái là miếng hay sao? Cái này là dấu hiệu của mất cảm giác á. Mất cảm giác hả? Sao vậy? Em, ủa chơi này, vậy sao mà vui nữa? Em đủ luôn phải không? Ừ, chơi vậy còn gì công bằng nữa đúng không? Còn gì công bằng nữa, ok. Em phải chấp thôi. Chấp thôi, nhẹ một cái. Nhẹ cái, thấy chưa? Ok, vô chưa? Vô rồi đó. Ok, nhẹ. Thấy ok, vô nhẹ. Vô nhẹ, quan hỷ quá trời. Ok. Một nè. Ok, một rồi. Vô nữa. Còn bốn con luôn. Cái này anh quốc cam sụm đủ cho anh ơi. Hồi nãy anh còn một con mà Hiếu nó quốc anh luôn mà. À, là giỡn cho nhẹ tinh khôi thôi đúng không? Tinh khôi thôi. Nhẹ tinh khôi vậy em bắn vào đây qua. Còn bốn con là lắm. Bốn con. Đó, bây giờ con này nó xuống. Vậy em chơi xa anh luôn. Ừ, khán giả ta mê lắm. Mê lắm, tại vì thiếu hình cho nên cũng đâm. Nè, vô là vô đây chơi đúng không? Vô đây, đúng rồi. Vô một bên chơi, ok, nhẹ thôi. Rồi, nhẹ thôi. Ok, nhẹ thôi. Rồi, nhẹ thôi. Ok, nhẹ thôi. Rồi, nhẹ thôi. Đó, rồi, dạ rồi, thắng rồi, tụi tự là thắng rồi nha mọi người nha. Rất là dễ à. Rồi đây chơi nha, em đi đó. Đi ra đi, qua đi. Ủa, hay vậy? Nó bấm bằng cái tay luôn. Trời ơi, nó nhẹ vậy. Giống như nó không chơi vậy. Hay quá, Lâm hay quá à. Sao bốn Quy dở vậy? Không phải là Lâm hay nữa. Mà đứng chia sẻ câu chuyện nha. Bắn mẫu cái được không? Bắn mẫu hả? Em chơi giống như vẫn chơi vậy. Dễ hỏi vậy. Trời ơi. Bắn mẫu hồi nhỏ anh sao? Em là ngày xưa em học pizza mà. Học pizza hả? Trời ơi, xưa. Trời ơi. Ủa sao không vậy? Vậy ta. Ok, ok. Ok, vô. Ấy lên Quy đi. Quá. Trời ơi. Ủa, tống thành cục rồi kìa. Ướp xác luôn rồi. Chưa bao giờ mà thấy con Quy mà dở như vậy luôn á. Đúng rồi quá. Cô mà. Ủa. Anh ơi. Cái gì? Còn sống không? Ủa. Trời ơi, tôi dở nè. Vậy chơi. Bạn bà ơi. Sao bạn bà hành nam rồi? Trời ơi. Lạnh quá. Đi trước. Riết còn không còn hả anh? Riết còn không còn à, riết vừa phải tấn công thôi chứ riết không né được nữa. Em đi rồi.
tôi mê chả bao tay, chả bao tay. Lấy bao tay luôn rồi. Tướng ơi, lại ha Tướng ơi. Thái Hoàng. Anh vô lẹ chưa? Anh kêu mình đón. Ủa có ai chỉ dẫn mình đi không? Vô đòi kêu mình đón. Đi theo dây cáp hả? Lẹ lên. Kêu mình đón. Ủa sao giờ này mất? Hay là mình đi ra mình được không? Đúng sao? Em ơi cho anh. Ở vô đây mà còn đi ấy nữa. Anh mắc quá à. Kiểu hồi hộp á. Ở đây nè, anh đi đi đâu nữa. Trời ơi. Ôi em gái của tôi. À đúng đó, bước đầu là phải nhẹ. Nhẹ thôi, đúng rồi. Viêm xoang mà hay suy nghĩ quá. Này có đâu suy nghĩ, trời búng thôi mà, chứ đâu phải đi nước này nước kia đâu. Hey hey hey. Ủa? Hello Mary. Trời kỳ vậy. Bắn đi Mary. Con này. Con này. Ủa? Ủa? Ý, trời ơi. Dân ta, dân ta. Lạnh quá, nó bị rung. Trời, tức ghê. Ủa, Kiều Lận ra, Kiều Lận. Chơi một chân Kiều Lận. Chơi một chân chạy vậy. Chạy. Anh ở lại đây luôn nha. Ủa? Đâu có đâu. Đúng rồi, anh ở lại đây, anh thua chót mà. Anh ở lại đây. Rồi ai chơi nữa? Không ai chơi hết. Chị Thấm vô chơi với anh. Từ đầu tôi đã nói rồi, Kiều Minh Tuấn thua mà. Thua mà mẹ suy nghĩ rồi. Tùy phạt ha, xứng đáng. Phạt mà phải cởi ra. Cuối cùng cũng thoát được. Trời ơi, hay đó em. Trời ơi. Lạnh quá, cho ra đi. Mấy anh em ơi, em biết em sai rồi. Em sai trò này là em dạy dỗ cho em ra đi. Lâm ơi. Lâm ơi. Dê. Cố anh. Hiếu ơi. Nam ơi, Bắp ơi, Nhạn ơi. Em sai rồi. Em có những nước cờ dạy dỗ cho em đi, bỏ qua đi. Trời ơi, lạnh giờ khó luôn. Sẵn rồi. Sẵn rồi. Bây giờ cho hiệu bị ngáo ngáo nè. Cho ra đi được không? Mắt. Vừa lắm. Ai biểu anh có một cùi gì? Chạy quá. Lạnh nha. Chết á. Ôi lạnh quá mày ơi. Lạnh quá. Đội thắng chưa cho anh ra mà anh tự ra. Hơi lạnh quá. Lạnh đây. Sao lại em hướng dẫn cho anh gắt búng rồi mà anh không nghe lời em? Hả? Anh cố búng mà nó không có vô được gì vậy đó. Chú ơi lạnh quá. Rồi như vậy là ở cái thử thách thứ hai tại khu vực băng đăng nằm sen này thì là đội chiến thắng lại thuộc về đội Bánh tráng trộn. Các bạn nhận được chi phiếu 300.000. Yeah. Trời ơi, giàu quá vậy. Cảm ơn chị ngân hàng. Còn tụi em? Có xa đi trưởng 150.000. Dạ cũng có anh ơi, cũng có miếng nước mắm. Cảm ơn chị. Năm nữa là cơm bì trứng được á. Được. Tập mọi người 50 cơm bì trứng. Ngoài ra, ủa, đội thắng các bạn cũng sẽ được thưởng thức bữa ăn đặc biệt tại nhà hàng Michelin Selected.
Thì bây giờ người ta ăn Michelin Selected thì mình ăn cái gì ăn cá bào. Mà mình ăn cái gì mà dịch dịch đó. Đúng rồi. Rõ dịch rồi. Rõ dịch đi. Rõ dịch đi. Ở đâu ra có. Cái số tiền này của các bạn thì là vốn để ngày mai mình đi chợ ha. Dạ. Rồi còn bây giờ thì xin mời các bạn đi dùng bữa à. Yeah. Đi thôi, chết rồi. Hai. Chào anh. Vô ăn đá bào. Cho Cassie vui. Đi rồi. Đi thôi. Chiên su sa tế tôm thơm cay bùng vị. Sao cái cơm trắng không vậy xuống thì đó bên mình á thốt cơm. Ủa anh ơi mà cơm còn cút trời ơi còn có ba cái lá cắm lên nữa ba lá luôn ơi quá đã trời ơi anh ơi chào mừng các bạn đến với nhà hàng Vietnam House ha. Đây là một cái nhà hàng được làm mới lại trên một cái tòa nhà cổ hàng trăm năm rồi. Wow. Trước khi các bạn dùng bữa thì xin mời các bạn gặp gỡ ngắn với lại anh Hoàng là quản lý ở đây và anh Võ Văn Tình là chef ở đây. Yeah, anh chef. Dạ, mời anh ạ. Chào anh nha. À, dạ. Anh chef nè. Dạ. Trước tiên em xin giới thiệu về nhà hàng của em chút xíu à. Dạ, nhà hàng em được thành lập vào năm 2017 và được dẫn dắt bởi anh chef nổi tiếng thế giới là anh Lúc Nguyễn, đang là Master Chef bên Australia. Dạ, và anh Lúc Nguyễn về thì phế phương châm của anh Lúc Nguyễn là nâng tầm ẩm thực Việt. Cho nên anh Lúc Nguyễn hợp tác với lại bên nhà hàng của em thì sau vài tháng trong đuổi trên hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì nhà hàng Vietnam House vinh dự có mặt trong 70 nhà hàng trong hạng mục Michelin Selected của cảm năng Michelin Guide và nhà hàng cũng rất là vinh dự được một giải duy nhất về phong cách phục vụ là Michelin Service Award. Đó là một niềm vinh dự và cũng là một động lực giúp nhà hàng Vietnam House tiếp tục cái sứ mệnh của mình bằng cách là tụi em sử dụng những nguyên liệu cao cấp trên toàn thế giới nhưng vẫn giữ phong cách nấu và hương vị của Việt Nam mình. Dạ, hay quá. Hôm nay em sẽ giới thiệu các món ăn đặc trưng của Vietnam House thì có món gỏi xoài cua lột. Cua lột là cua cốm Cà Mau được tẩm bột chiên giòn và ăn kèm với gỏi xoài. Món thứ hai em giới thiệu là món cuốn diếp. Thì cuốn diếp là cái món truyền thống của Việt Nam. Món tiếp theo là em giới thiệu là món cá mú nướng gói lá chuối. Ở trong thì nó có là cái sò điệp khô của Nhật Bản và ăn kèm với lại đậu rồng xào. Món tiếp theo là gà nướng hạt Bắc Khén thì bên em sử dụng các nguyên liệu của vùng Tây Bắc Việt Nam, Sapa. Tiếp theo là cơm chiên lá cẩm thì tổng hợp các loại hải sản, tôm và mực và lá cẩm tạo thêm cái màu tím rất là lãng mạn. Tiếp theo là bò lúc lắc, bò này bên em nhập khẩu từ Úc, ăn kèm với lại khoai lang nghiền. Ở trong thì cái mùi vị của nó là có mùi vị sông khói, duy nhất ở Việt Nam họ có cái mùi vị như vậy. Nổi da gà thiệt á. Dạ cho tụi em miếng món nha. Này của tụi em món gì ạ? Đó cơm thôi, cái đó cơm ai nấu cũng được. Cơm đặc xanh đúng không ạ? Anh giới thiệu kỹ cơm giùm em cái nè. Dạ. Món cơm này rất là đặc biệt. Ở đây thì nó nấu bằng cái gạo SD25 rất là nổi tiếng của Việt Nam. Việt Nam á. Có hương vị lá dứa ở trong đó. Anh ơi, ví dụ là trong bếp á, mình có làm mấy món này mà có nguyên liệu mình dư bỏ ra, mình có thể làm cơm trộn hay gì được không? Dạ, nói chung là cảm ơn anh đã hỗ trợ tụi em bữa cơm ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Thôi dùng đi các cậu. Dùng đi. Thôi ăn đi. Cho anh ngửi một cái mời. Cho anh ngửi miếng mà ăn miếng cơm hồi xưa người ta hay vậy á. Ê sao ăn được, Ráo được. Trời ơi, Việt Nam là kỷ lục thế giới về món cuốn trên toàn thế giới. À, là đất nước có nhiều món cuốn nhất. Cho miếng thử miếng bò á. Thử miếng bò ha anh, ok anh. Thử miếng bò ăn miếng cơm. Rồi, thử miếng ăn miếng chứ. Ủa tụi em là ngon lắm. Từ trầm để đáo. Trời ơi thua mà.
ngon quá. Bé tôm bé tươi. Rồi bây giờ thì mình ăn rồi, mình chơi rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi giải trí tiếp nha. Rồi xin mời các bạn di chuyển qua điểm tiếp theo. Ê nhìn miếng khoai đây nhìn ngon quá ha. Vẫn ăn tiếp. Vẫn ăn nữa. Khủng khiếp. Quý đang kinh thiệt chứ. Bây giờ là chúng ta đang đi trên giữa đại lộ Đông Tây. Có người cầm đôi tây. Mà chúng ta đang đi vừa hướng quận 5 đó mọi người. Dạ quận 5. Thật ra thì nói về quận 5 thì Huy sinh ra và lớn lên ở quận 5. Trời ơi. Ở quận 5 thì đặc trưng quận 5 là rất là nhiều những cái thắng cảnh về chùa chiền nha. Cực kỳ nhiều luôn. Chùa chiền quận 5 là hơi bị nhiều. Cái thứ hai là về chợ đồ ăn quận 5 là ẩm thực gọi là bao la bát ngát luôn. Tất cả các món mà thường là trong hẻm hóc không à. Nhưng mà ngày xưa nếu mà mình lái xe máy mình đi ngang quận 5 lúc nào cũng có một cái mùi rất là đặc trưng. Mùi thuốc. Mùi thuốc. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế là nhà Hoa cũng qua đây thì sẽ có một cái đặc sản đó là mấy cái lễ hội. Lễ hội. Đúng rồi. Lễ hội lồng đèn nè, lễ hội trung thu nè, lễ hội múa lưng ở đây, múa lưng phong tục tập quán. À đúng rồi, lân sư đồng đó gì đó ha, chục đoàn lân ở đây. Ê vậy múa lân không? Trời múa lân hả? Múa lân, lân sư đồng gần tết nữa. Tết làm lồng đèn không? Lồng đèn đúng rồi. Bên đó có một cái đoạn đường gì mà là toàn là áo của bà, áo của vía bà rồi đó. Là chim sao phục lụ rồi đó. Đúng rồi. Thôi, tới địa điểm tiếp theo thôi. Yeah. Chào mọi người. Xong tiết mục Mai Hoa Thung của đoàn Lân Sư Rồng Tinh Anh Đường biểu diễn à, các bạn thấy như thế nào ạ? Hay, tuyệt vời. Hay, tài năng quá. Rồi, xin cảm ơn Tình, xin cảm ơn bạn. Như các bạn cũng biết ha, thì nghệ thuật múa lân cũng như là sau này là có thêm múa sư tử, múa rồng nữa, là một trong những môn nghệ thuật mà người Hoa đã mang vào Việt Nam cũng như là đi khắp châu Á. Và bây giờ là ra thế giới nữa. Theo cái quan niệm của người châu Á
thì cái hình ảnh của con lân, con sư, con rồng là những cái con linh vật mang lại may mắn. Đó là lý do mà biểu diễn lân sư rồng thường xuất hiện vào mỗi cái dịp như là trung thu nè, rồi khai trương, lễ Tết vân vân, đặc biệt là Tết đúng không ạ? Trước khi đến với cái thử thách tiếp theo thì xin mời các bạn gặp gỡ với ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Lân Sư Rồng Thành phố Hồ Chí Minh và là Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5. Chào anh. Dạ, chào anh. Dạ. Hôm nay thì các bạn vừa được xem đoàn Tinh Anh Đường, một những đoàn giữ nhiều kỷ lục thi đấu nhất, đang là giữ đơn vị duy nhất tham dự giải quốc tế Singapore được bao chân vàng liên tục của 3 năm. Và hiện nay các bạn đang là đương kim vô địch của Đại hội Thi đấu Thể thao toàn quốc lần đầu tiên ở Việt Nam. Wow. Mai Hoa Thung là một trong những nội dung thi là đỉnh cao nhất của lân sư rồng trên thế giới. Xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Tú ạ. Rồi và bây giờ các bạn đã đoán được thử thách của bạn ở đây chưa? Hả? Ủa lần hả chị? Trời ơi. Trời ơi chị ơi. Kỹ năng chị ơi. Chị ơi, cái này người ta tập cả đời chị ơi. Tụi em lên một cái là tụi em thung luôn. Chắc là mình múa, múa ở dưới thôi chứ lên trên đó thì mình chỉ múa một lần trong đời thôi. Anh Tú cho em hỏi là để múa được như vậy là mình phải tập luyện tầm khoảng bao lâu thì mình được lên ạ? Thì để một cái cặp có thể lên được Mai Hoa Thung mà đạt được một cái bài diễn theo yêu cầu á thì ít nhất phải 5 năm. Ít nhất phải 5 năm. 5 năm chị ơi. Bộ môn Mai Hoa Thung này chắc chắn là rất là khó đối với các bạn rồi và còn nguy hiểm nữa đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà múa lân thì được đúng không? Được. Được. Thoải mái chị ơi, nghề em à. Bây giờ các bạn sẽ có một cái thời gian ngắn để tập luyện và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái cuộc thi ngắn ở đây. Hai đội sẽ cùng múa để coi là giám khảo bình chọn cho đội nào chiến thắng. Như thường lệ đội chiến thắng sẽ là đội giành được cái tấm set giá trị cao hơn. Ồ, hồi xưa ở ngoài quê anh là múa là có ông Địa với lại Tề Thiên nữa nha. Dạ, cái này không à. Có ông Địa, Tề Thiên hả? Có ông Địa không anh? Mình cũng có ông Địa nữa. Dạ. Nhưng mà để coi các bạn có thể làm được ông Địa không? Ông Địa là rất là khó đó nha. Ủa vậy hả? Dạ, ông Địa là phải tạo dáng rồi linh hoạt lắm. Được ha, tụi em có ông Địa mà. Tôi mời các bạn hãy coi xem hướng luyện viên sẽ dạy các bạn một vài động tác. Giờ chia sao? Vậy em làm cái đuôi cho, em làm cái đít cho. Cái đuôi phải đinh á. Thì em đinh được mà. Ủa anh ông Địa hả? Uổng vậy? Hiếu khi nổi anh ông ta. Hả? Thôi anh ông Địa cho. Thử đi, cứ tập thử đi. Tập thử đi. Múa đi, xem xem đi. Đó, hay quá Tướng ơi. Hay quá trời ơi. Rồi giật con mắt, giật con lành điên. Rồi chào khán giả, chào khán giả. Vừa thôi, dữ vậy. Ủa, ai vậy? Ai vậy? Đâu, hai, ba. Okay. Sao chán vậy? Ủa, lại coi, hai, ba. Cao mã. Được không anh? Không, không. Không, không. Không được rồi. Sao nữa anh? Thêm thế đi. Ngược rồi, ngược rồi. Hai, ba, lên. Đau quá nha chị. Em phải nhúng xuống nữa, có thơm chứ. Hai, ba. Lên. Dính vậy luôn, mày dính vậy luôn. Ok. Bây giờ mấy ông này muốn chuyên nghiệp là ông nhảy á, Mai Hoa Thung, cùng giờ mình nhảy cha 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 được không? Hai, ba. Cha la la. Cha 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 cha. Quy sai quy. Cha cha cha. Cha 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 cha. Đó. Lân phải vậy. Rồi vô vô. Mới rồi một. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đi chân liên tục. Đúng rồi, đúng rồi. Dỗ Yến coi, đi dỗ Hoàng Yến. Đúng rồi. Chân vậy nha. Hàng lần rồi đi chéo chân nha. Dỗ Hoàng Yến với lại Minh Tú. Đó, đó. Vô đúng rồi. Một. Hai, ba. Không có, đừng, từng chữ một, từng chữ một, từng chữ một. Không được đâu, rồi. Không cầm cái này nữa. Lưng này là làm ăn không lên nha. Em ơi, cái này là lưng đuổi bại rồi. Lưng này nó kỳ lắm. Mày khai trương tao có mời không? Không. Tao không mời đúng không? Quê, ơi, điều chuyện quá. Rồi, tập tổ hợp. Hai, ba. Một, hai, ba, bốn. Nhảy cái nữa. Rồi xong, giật, giật, giật. Giật. Ừ, đúng rồi. Mệt quá. Mới ôi, tập không đủ hồi hộp rồi đó. Mệt thiệt á. Trước khi bước vào cuộc thi đấu ngoài lề của giải
quận 5 mở rộng. Nhưng mà chúng ta cũng có trọng tài chuyên nghiệp đàng hoàng. Wow. Xin giới thiệu với các bạn hai trọng tài của chúng ta là ông Nguyễn Ngọc Tú, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký liên đoàn Lân Sư Đoàn TP.HCM. Yeah. Và kế bên đó là ông Nguyễn Trường An, trọng tài trưởng giải Lân Sư Đoàn quận 5 mở rộng cấp chợ lớn HTV. Trời ơi, sư phụ. Ê, không mua chuột trọng tài nha. Thầy ơi. Trời ơi, xin chào mọi người, tôi là bên đạo thuật liên kết. Đi về. Dạ, thầy giữ giùm con. Dạ, thầy giữ gì vậy em con? Hai đội sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Rồi, liếm chân. Rồi, xuống nè, liếm hai chân. Gì vậy? Không thấy được. Cái gì vậy? Không thấy được. Ủa, là ai vậy? Tổ hợp đi, tổ hợp đi. Chẳng. Đó, dậy đi quỳ ơi quỳ ơi dậy
Gì vậy? Dắt chân lên chỗ nè, dắt chân lên chỗ nè. Ủa sao có ba con Lân vậy? Em ơi, em ơi, tôi thấy là đàn Lân, hai đàn Lân đã thấm mệt rồi đúng không ạ? Đúng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe phần nhận xét của ban giám khảo ha. Không biết tệ thế nào luôn à. Quá tệ. Ông địa bên Lân Vàng quậy quá quậy. Dạ. Yeah. Còn ông địa bên Lân Cam thì đầm chuẩn, đầm chuẩn. Dạ. Yeah. Hình thái của hai con Lân thì mình cảm đánh giá là con Lân Cam ổn hơn, đàng hoàng hơn, nam tính hơn. Nam tính hơn. Ủa, ủa, ủa. Dạ con cảm thấy vui vẻ hơn. Thầy ơi, con lai Lân thì có Lân đực, có Lân cái. Mà còn là con Lân đực nó muốn dỗi là phải nhờ con Lân cái. Cho nên thầy đừng có phân biệt Lân cái tụi con. Phải có cái có đực mới vui. Đúng. Kêu là cái con Lân mà. Cái con Lân phải đực con Lân đâu. Thần thái đi, thần thái vui vẻ đi ha. Lân Vàng thì hơi buồn một chút. Hơi buồn hả thầy? Diễn yếu chưa? Thấy yếu ghê chưa? Vậy mà chưa vui nữa, bên kia có làm gì đâu. Ở Lân Cam thì vui hơn. Có những cái mã bộ nó tương đối tốt hơn. Dạ. Với tư cách là làm cho cái đoàn Lân á, và cái đoàn Lân này tôi thấy rằng là ban liên đoàn sẽ nghiên cứu những cái bài của hai đội Lân rất là hay. Lần đầu tiên chúng tôi mới thấy là có ông Địa chạy xe đạp. Dạ. Thầy Lân ngồi trên xe đạp và quan hô cái sáng tạo của đội Lân Vàng. Thầy ơi, mình muốn Lân như phải xiết khỉ đó thầy. Chỉ có điều là tiếc cho đội Lân Vàng là ông Địa đang nửa chừng bị mất cái bụng. Dạ đẻ thầy, lúc này là cuối cùng là ý đồ là đẻ ra con Lân Cát. Còn đối với Lân Cam á, thì rõ ràng là động tác rất là tốt, bài diễn cũng rất là đúng với cái những cái tư thế, những cái bộ của múa Lân. Tuy nhiên thì ông Địa của Lân Cam á có vẻ hơi buồn. Buồn thầy. Địa của Trấn Phong Thủy. Ông Địa vậy sao mà thầy gia chủ có thầy tiền được. Miếng nước nhận xét tiếp mày. Dạ cảm ơn Lân Cam. Nhờ cái sự ủng hộ của Lân Vàng thì trọng tài quyết định là thầy đội, thầy đội. Màu cam thắng, màu cam thắng. Trời ơi. Màu cam thắng. Nhưng mà chúng tôi nói rằng là thực ra là cả hai đội đều rất là tốt, trong thời gian rất là ngắn ta làm được rất nhiều việc. Dạ, xin cảm ơn hai vị trọng tài đã quá bộ đến chấm điểm cho giải Lân Sư Rồng ngoài lề bất ổn của chúng tôi ạ. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn hai vị trọng tài. Dạ, cảm ơn hai thầy. Cảm ơn thầy. Như vậy là đội Lân màu cam, tức là đội xà bị trưởng, các bạn nhận được chi phiếu 300.000. Dạ, yeah. Mời anh. Anh lên đi. Anh lên, ông Địa lên. Hai đi. Em lên. Và chi phiếu 150.000 thuộc về đội màu vàng, đội bánh tráng trộn. Yeah, chị có tiền là vui rồi. Chị sẵn tâu, ui xin 300.000. Còn trong lòng khán giả thì đội nào hay hơn ạ? Ai bình chọn cho đội màu cam à? Trời ơi, không ai luôn. Không ai luôn. Không ai luôn. Không ai luôn. Mua hơi giả rồi. Ai bình chọn cho đội màu vàng ạ? Ai bình chọn cho đội màu vàng ạ?
em muốn phúc khảo lại, em muốn phúc khảo lại à. Phúc khảo đi. Thầy ơi, thầy ơi, thầy có sai gì không thầy? Trời ơi. Thầy chấm lộn rồi, con thấy là con người già rồi thầy ơi. Đúng rồi, thầy đọc lộn má đề rồi. Đúng rồi. Thật ra thầy là chú của tôi, thật ra thầy là chú của tôi. Trời ơi. Chơi sao lại nữa. Trời ơi. Nói chung là đây là một cái trải nghiệm á. Yeah. Để cho biết rằng là cái nghề nào cũng vất vả hết chứ phải không đâu. Dạ. Yeah. Nghề múa lân cũng là nghề vất vả mà phải có đam mê mới theo đuổi được. Lắm. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn khán giả, các bạn học sinh đã tới để ủng hộ cho chương trình 2 ngày 1 đêm. Dạ. Yeah. Và mong các bạn hãy luôn yêu thương và ủng hộ. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm. Quân Huy đã thoát vị đĩa đệm. Tôi cảm thấy tôi đứng đâu là cái lân, cái đuôi của con lân là nó nhẹ nhất. Bởi vì nó không phải cầm cái đầu, nhưng tôi đã sai lầm. Cầm nguyên cái mình của người đằng trước. Ừ. Đúng thêm cái đầu. Mà tôi lại thấy là hai anh em tôi, người đầu người đuôi, mặc dù là rất gần nhưng mà mất liên lạc luôn. Gần nhưng mà mất liên lạc luôn. Đúng rồi. Không có nghe được gì. Ban đầu là bàn nhau là hỏi ý nhau rồi nọ, để anh em phối hợp đồ vô, kêu họ leo rồi nọ. Nhưng mà tiếng nhào nhạc chống sập sình ồn quá, không thể làm bài được luôn. Đúng, cho nên chúng em gọi là như người mà rớt xuống dòng sông biển cả, bơi bấu với biếu. Mà nay mới bơi, mà nay mới quơ quào. Em đứng sau anh Rít là chỉ thấy mỗi cái chân của anh Rít thôi, cũng không thấy đường, không thấy là lân bên kia luôn. Đúng rồi, mà hai anh em nói chuyện nhau không nghe, không nghe. Còn bên đây tội nghiệp người em tôi lắm, đã bị thoát vì đĩa đệm rồi, gai cột sống các kiểu. Người anh tạo miếng hề cho anh cởi lên đi, cho anh cởi lên đi, cởi lên đi. Người em tưởng là địch, tưởng địch đang leo lên mùng bảy. Hồi nãy thì xin thú thật với anh là bọn em cũng có leo ké. Có nhảy qua một tí. Trời ơi, mà hồi nãy cứ có đoạn mệt quá rồi tôi kêu cái đầu lưng nghỉ anh ơi. Mà trong tuyệt vọng con lưng trước vẫn múa. Không có nghe được gì luôn á. Anh Tuấn lại Huy thì cũng đã có thêm một cái kinh nghiệm múa lân. Múa lân giật làm sao cho con mắt nó ấy, cái miệng của nó mở ra như thế nào, cái đó. Bộ chào ba bộ. Ba em thấy anh em mình chỉ hợp với múa lửa thôi. Đúng rồi. Với lại múa đi múa hùng. Múa đi múa hùng. Thôi bây giờ mình sẽ qua điểm tiếp theo thôi. Bye bye. Tạm biệt mọi người. Mời các bạn đến với Bến Bạch Đằng, một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Để tưởng nhớ đến một cái chiến tích rất là lẫy lừng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo nhân dân ta chiến thắng quân Nguyên Mông vào năm 1288 ở trên sông Bạch Đằng, thì người dân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã xây một cái tượng đài Trần Hưng Đạo khá là lớn, tay ông chỉ ra sông Sài Gòn, và người ta đặt cái tên bến này là Bến Bạch Đằng luôn. Ngày hôm nay thì các bạn sẽ trải nghiệm du lịch đường sông trên Bến Bạch Đằng bằng một cái phương tiện cũng khá là độc đáo và mới mẻ, đó là tàu bus đường sông, waterbus. Waterbus. Thì waterbus thì nó có hai loại, một loại là waterbus chuyên để vận chuyển hành khách đi qua các cái bến và nó có 9 điểm dừng khác nhau. Tuy nhiên chúng ta sẽ đi một cái loại khác hơn một chút xíu, đó là watergo. Watergo là tàu du lịch ngắm cảnh hưởng ngoạn. Bây giờ chúng ta sẽ được lên tàu Watergo nè, ngắm cảnh đẹp nè, và sau đó các bạn cũng sẽ phải có một cái thử thách trên đó ha. Yeah! Ai đã từng đi rồi? Ai đã từng đi rồi? Anh chưa, em đi rồi. Ủa có gì vậy? Dạ chưa. Chưa ai đi hả? Tất cả là mới mẻ hả? Dạ. Vậy còn chơi gì nữa? Đi thôi. Đi rồi. Thưa quý vị, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do, tự do. Đi thôi. Oh. Wow, ga tàu thủy, Bạch Đằng. Tiếng Anh là Sài Gòn Waterbus. Wow. Rồi, dạ chào mừng những khách đặc biệt của chương trình 2 ngày 1 đêm tại cái thăm ga tàu thủy Bạch Đằng Sài Gòn Waterbus. Yeah.
bây giờ là thử thách của các bạn ở trên cái tàu này ha. Chơi cái loại rồi, trí tuệ khó khó đi chị ơi. Lại là kiến thức nữa rồi. Đúng, sáng giờ tụi em thấy nhạt nhẽo quá, bị không đúng với năng lực của tụi em. Đúng. Rồi, thôi. Trò chơi của chúng ta có tên gọi là Những điều chưa biết về thành phố Hồ Chí Minh. Những điều chưa biết nha. Vậy là mình được quyền không biết. Mình không trả lời được cũng không đúng sao. Đúng rồi, thì mình có biết đâu. Trời ơi, có vụ được quyền không biết. Luật chơi của chúng ta như sau. Chương trình đưa ra các chủ đề liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi, mỗi câu hỏi tương ứng với một điểm. Tuy nhiên, các bạn có quyền đặt hoặc không đặt ngôi sao hy vọng. Nếu bạn đặt ngôi sao hy vọng và trả lời đúng thì được 2 điểm. Nếu trả lời sai thì bị trừ đi 1 điểm. Đồng thời, đội còn lại có quyền trả lời tiếp câu hỏi đó. Nếu đúng thì giành thêm được 1 điểm, sai thì không bị trừ. Lại đây cũng có tiền đúng không chị? 300 ngàn đúng không chị? Đúng rồi, đội nào chỉ trả lời được nhiều câu hỏi hơn thì đội đó sẽ là đội chiến thắng và được xét 300 ngàn. Có cái cú twist nào không chị? Có gì hấp dẫn hay không? Bị trừ đúng luôn. Rồi, chúng ta sẽ có luôn cái bữa tối. À, là có bữa tối là cố nha. Bữa tối luôn. Rồi bây giờ đại diện mỗi đội lên nhận ngôi sao hy vọng nha. Ôi cho anh Giang đi. Tôi đại diện sao mà lanh quá vậy trời. Tôi tự nhận mất gì đúng không? Đừng lo con em ơi. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Dạ. Xin mời đội xà bị trưởng chọn chủ đề. Em sẽ chọn là đuổi hình bắt chớ và ngôi sao hy vọng. Chớ và ngôi sao hy vọng. Em cất ngôi sao vô, cất ngôi sao vô. À đúng rồi, câu tiên. Đề ba, cái gì vô đi. Đừng có tham. Câu hỏi là phải biết đủ. Đây là câu hỏi đuổi hình bắt chữ của các bạn. Đây là địa điểm nổi tiếng nào của thành phố Hồ Chí Minh? Rồi hết giờ rồi ạ. Nhà hát thành phố. Nhà thành phố. Rồi. Đáp án này giúp cho đội các bạn ghi được 1 điểm đầu tiên. Yeah, thấy chưa? Dễ lắm đó. Thấy chưa? Anh ơi, em muốn đi sở thú, em muốn đi chơi thuyền. Trong hảo cầm viên, vậy mình qua âm nhạc đi dạ, chị. Dạ, âm nhạc á. Ủa gì kì vậy? Đó là bài hát. Đúng rồi, bài hát. Ừ, âm nhạc mới khó đó nha. Có là ngôi sao hy vọng không à? Dạ không ạ. Không. Đi. Không. Đặt đi. Ba câu chức hỏi là dễ đó. Trời cái gì? Dễ đó. Câu hỏi chủ đề âm nhạc. Cuối cùng là có ngôi sao hy vọng không? Có. Em nhóm em đặt ngôi sao hy vọng. Có ngôi sao hy vọng dành cho các bạn như sau. Âm nhạc là sở trường của em. Hãy hát 3 bài hát khác nhau có chữ Sài Gòn hoặc chữ thành phố Hồ Chí Minh. Quá dễ. Quá dễ. Trên bến kia chiều nắng chưa phai, chiều xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Hey, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Ta đi trong muôn ánh sao vàng. Sài Gòn ơi, vững tin. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất chờ biển rộng bao la. Cây xanh nơi hoa lá chỗ ba, chào mùa xuân về với mọi nhà. Mùa xuân bên Nam Vinh đã đắp lên trên anh hùng ca, những lòng ca những hùng ca, những lòng ca thắng chiến thắng. Muôn danh đến muôn đời. Phố Hồ Chí Minh quang vinh. Đó là cái điệu này. Mùa xuân về sớm bóng cờ bay, nước em trong quê ơn bên nghe, chờ đêm đông chờ đông bến hà. Đẹp quá. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, hồi để biết bao biết bay tự hào. Sài Gòn ơi cho bay tay chào, Việt Nam luôn bay cao, qua hết trời đất nhớ đơn đau. Như vậy là đội bánh tráng trộn các bạn được 2 điểm. Hay chưa? Hay quá. Đại ca. Xin mời Sa bị trưởng chọn chủ đề. Đặt ngôi sao hy vọng ở sân bay. Trời ơi. Và đây là câu hỏi dành cho đội Sa bị trưởng. Sân bay Tân Sơn Nhất và đường Tân Sơn Nhì có nằm chung quận hay không? Không. Trời ơi, anh phân tích cho nếu mà nó đã nằm chung người ta không bao giờ hỏi.
chỉ khi nào người ta đánh đố mình nó không làm chung mới hỏi thôi. Tân nhì là Tân Bú. Đúng rồi. Tân nhất là Tân Bình. Logic là không. Đúng không. Sân bay Tân Sơn Nhất thì nằm chính là ở quận Tân Bình. À đúng rồi. Còn đường Tân Sơn Nhì là nằm ở quận Tân Phú. Tân Phú. Đói chưa? Vậy là em đúng. Và đáp án này giúp cho các bạn ghi được 2 điểm. Trời ơi. Mình chọn ông bà. Làm gì đi? Ông bà đi. Ông bà anh yêu nhau thời xưa có cái gì? Ông bà anh yêu nhau thời xưa có cái gì? Ông bà anh yêu nhau thời xưa có cái gì? Chủ đề ông bà các bạn có đặt ngôi sao hy vọng không ạ? Có luôn. Đặt đi. Rồi. Ông bà phải tin tưởng vào ông bà chứ. Mình con cháu mà bớt đặt. Đúng rồi. Ông bà đặt áp lực lên ông bà. Đặt áp lực lên ông bà. Trời hỗn hào quá. Đúng rồi. Dạ không đặt hiêu sai vọng để cho ông bà thoải mái. Quyết định là không đặt ngôi sao hy vọng. Không đặt. Câu hỏi chủ đề ông bà như sau. Kể tên 5 địa điểm có từ ông hoặc bà tại thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi. Bà có cái đường được không? Bà Nguyễn Thanh Quang là được tính không? Bà Nguyễn Thanh Quang. À, Hải Thượng Lãng Ông. Ừ. 10. Ông Bích Kim. Tự điểm vậy? Ông Bích Kim hả? Bà Ung hả? Ông bà ông. Bà có đếm nhiều gì quá. 7. Bà Hôm. 5. 7. 4. Bà Chiểu. Lăng. Làm gì? Lăng. À, xã Bà Điểm. Bà Điểm. Đúng rồi. Chỗ Bà Điểm. Hay quá. Hay rồi. Chính xác. Các bạn được 1 điểm. Bây giờ là để lột của xà bị trưởng. Cho anh Tuấn chọn đi. Chọn đi, đúng rồi Tuấn chọn đi. Cây cầu không? Trời. Cây cầu. Sao không? Sao đi. Và câu hỏi dành cho các bạn như sau. Cầu móng ở đại lộ Võ Văn Kiệt vào thời gian ban đầu khi được người Pháp cho xây dựng, họ đã gọi tên cây cầu này là gì? Yeah. Sẫm nụ liền. Sao hy vọng đó. Biết. Tên trước khi đặt là cầu móng hả? Móng là cầu sắt. Cầu móng chắc là cầu neo á. Cầu neo á. Cầu neo. Nước ngoài là kêu neo. Cầu neo. Cầu neo đi anh, đúng á, cầu neo. Em nghĩ là cầu sắt. Anh thì anh nghĩ là cầu bến nghé. Không. Em nghĩ là một cái cầu tên tiếng Anh, tiếng nước ngoài nha. Pháp mà tiếng Anh cầu gì? Cầu Pháp. Đây là cầu Paris. Cầu Paris. Cầu Paris. Cầu Paris. Này biết không biết thôi à. Đúng rồi. Cầu rạc bánh xe. Rạc bánh xe. Rạc bánh xe. Rạc bánh xe là cái gì? Là cái gì? Rạc bánh xe đâu tào lao. Rạc bánh xe. Rồi em chọn đi. Rồi chọn đi. Cầu sắt. Cầu sắt. Sai. Xe tè. Sai. Cái cầu đó thì có nhiều sắt thiệt. Nhưng mà tên gốc của nó là cầu vòng Ascanciel. Nó là cầu vòng trong tiếng Pháp. À, nó là cầu vòng tiếng Pháp á. Cầu Ascanciel. Cầu cộng đồng. Với câu hỏi này thì đội xà bị trưởng bị trừ đi 1 điểm. Không, mà địa điểm cũng hay. Địa điểm đi, địa điểm. Địa điểm đi. Địa điểm. Dạ, tụi em chọn địa điểm. Có người sao giọng không anh? Chơi luôn. Giọng luôn, mình giọng liền. Đây là địa điểm dành cho các bạn. Ê. Trời ơi. Nơi đây từng là địa điểm nổi tiếng nào của thành phố Hồ Chí Minh? Rồi, chốt. Rồi, Hiếu nói luôn đi. Không, em biết. Không, em biết. À, đây có đồng hồ, tụi em đoán là... Khách sạn thời gian. Khách sạn thời gian. Thôi đừng có thời gian nữa. Khách sạn thời gian. Sạn thôi. Trách nhiệm với thời khách gian sạn. Khách sạn. Câu trả lời này cùng với ngôi sao hy vọng đã giúp cho đội xà bị trưởng có cơ hội trả lời. Ai à, đây ạ. À. Em nghĩ địa điểm này á, đó ngày xưa nó sẽ gọi là Thương Xá Tắc. Thương Xá Tắc. Đâu, Thương Xá Tắc là liên quan gì? Thương Xá Tắc không phải đâu em. Thương Xá Tắc là riêng thôi. Thương Xá hả? Em bị bán hàng á. Thương Xá Bắc Hải. Địa điểm gì thì cứ là Thương Xá thôi. Tức là Trạm Xá, Thương Xá. Rồi, đáp án của các bạn là Thương Xá đúng không? Ở đây từng được gọi là Thương Xá Tắc. Trời ơi, hay vậy. Trời ơi, hay quá. Đó là trung tâm thương mại đầu tiên của Sài Gòn. Sau này là thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra thì cái tòa nhà này đã bị dỡ bỏ vào năm 2016 rồi. Đúng rồi. Và người ta dự kiến xây một cái tòa nhà cao tầng ở ngay đúng vị trí đó. Nhưng mà cuối cùng là vẫn chưa có tòa nhà cao tầng nào mọc lên cho đến nay. Nhưng mà lúc nãy rất tiếc là Huy đã trả lời đúng rồi. Nhưng các bạn lại chỉnh lại là không Thương Xá Tắc nữa mà chỉ là Thương Xá thôi thì lại không đúng. Địa điểm gì thì cứ là Thương Xá thôi. Xá thôi. Yeah!
lời đầy đủ. Đúng, đúng rồi. Chúng tôi là khách sạn thời gian mà. Đúng rồi, tụi em là khách sạn thời gian mà. Ôi, chị Thấm thật là thông minh. Không sao, sao. Rồi. Các bạn không có bị trừ điểm, tội bên đây bị trừ điểm. Cũng được. Cũng được. À, bên đây được điểm không ạ? Cái bao công thì sao mà chị công bằng quá ha. Ờ, đúng rồi. Chợ đi anh. Khu chợ đi. Tùy à, chợ đi. Khu. Sao không? Sao chưa? Sao? Sao là gì? Sao là gì? Bộ sao hy vọng. Rồi, khu khu chợ. Khu chợ khó nha. Đang hiểu là khó. Chợ Phú Nhuận nằm ở quận Phú Nhuận. Chợ Phạm Văn Hai nằm ở đường Phạm Văn Hai. Vậy chợ Nguyễn Văn Trỗi nằm ở đường nào? Không. Lê Văn Sĩ. Đúng rồi. Lê Văn Sĩ. Lê Văn Sĩ. Và Lê Văn Sĩ là một đáp án chính xác. Yeah. Cố lên anh em ơi. Câu này dễ mà. Các bạn ghi được 2 điểm. Nãy giờ con ghi không dễ đâu. Con này dễ mà. Lượt của bánh tráng trộn. Dài đi cho thú vị. Nghe dài nó hay. Dài. Rồi sao luôn đi. Nào dài nhất. Rồi sao đi chứ chơi gì nữa. Rồi sao đi không? Bên kia thắng sao? Sao? Câu hỏi chủ đề chiều dài và có đặt ngôi sao hy vọng của đội chiều bánh tráng trộn. Chiều dài, dài nó thành chiều dài rồi. Câu hỏi là đâu là cây cầu dài nhất thành phố Hồ Chí Minh? Đây nè. Đây nè. Cầu đó sao dài nhất được? Sao rồi? Cái cầu này mày dài nhất gì? Bữa nào em không đi làm đường này. Anh nhắc cái nghiệp anh dài nhất á. Thì nhớ nó đó. Ở dưới có tỉnh mà gần quá. Nó đó. Đáp án của bạn là gì vậy? Gần đây nè. Cầu Phú Mỹ. Đúng đi. Chiếc cầu dài nhất thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 2.000m. Với 6 làn xe, cầu bắc qua sông Sài Gòn thuộc đường Vành Đai Ngoài của thành phố Hồ Chí Minh. Nối quận 2 với quận 7 và đó là cầu Phú Mỹ. Yeah. Hên quá, hồi xưa có hồi quận 7. Các bạn ghi thêm được 2 điểm. Yeah. Hay quá. Quay. Lượt của sao bị trưởng? Chúng em quyết định là hồi xe nãy giờ mình chưa đi thẳng công viên. Tụi em quyết định vô thảo công viên chơi. Đúng, cho tụi em vô thảo công viên đi. Em đi chơi thuyền trong thao cầm viên. Chim kêu hót mừng chào. Có đặt ngôi sao không? Có đặt ngôi sao nha chị ơi. Thuyền em, thuyền ngôi sao. Câu hỏi chủ đề thảo cầm viên và có ngôi sao hy vọng dành cho các bạn. Hãy hát bài hát gì cho tức chết luôn. Thảo cầm viên có 4 mặt tiền. Một mặt giáp với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Một mặt giáp với lại đường Nguyễn Thị Minh Khai. Một mặt giáp với đường Nguyễn Hữu Cảnh. Vậy mặt cuối cùng giáp với đường nào? Đường sông. Đúng vậy, chính xác. Xong trên đường nào? Phải có tên. Phải có tên chứ. Đường sông gì ạ? Thị Nghè. Nghe chưa, nghe Thị Nghè chứ đâu. Như vậy là các bạn vừa ghi thêm được 2 điểm, xin chúc mừng. Hên câu này dễ à? Hên ha. Hên. Giờ mình nãy mình dài rồi, giờ mình ngắn đi. Ngắn đi, ngắn. Câu hỏi cuối cùng thì phải coi sao hy vọng thôi, không thôi thua. Ngắn. Thôi không thôi thua. Ngắn. Câu hỏi ngắn. Coi sao hy vọng. Rất ngắn. Kèm coi sao hy vọng. Dạ. Đâu là con đường có chiều dài ngắn nhất? Đâu là con đường có chiều dài ngắn nhất thành phố Hồ Chí Minh? Chết. Chết rồi biết rồi. Đường D2 nè. Không phải anh. Con khó đường lắm nha, khó lắm nha. Có một cái con đường ngay gần Cống Quỳnh. Hôm bữa em chạy vô. Nó một chiều mà nó ngắn lắm, một khúc à. Đường gì là ngắn nhất trời? Ngay cái khúc này nè. Đường cần vào tim em, hả? Ôi băng giá. Đường gì tên ngắn nhất? Đường ngắn nhất băng hay đi về. Vẫn mưa, đưa đó trên đường hà đi. Ồ quá thôi. Cái này tôi biết mà tôi thua, không nhớ nha, cái này tôi biết á. Đường Tân Hải. Đáp án này giúp cho đội xà bị trưởng có cơ hội trả lời và tăng thêm số điểm. Tân Hải dài lắm em, Tân Hải là từ Trường Chinh qua bên... Chút xíu mà anh. Dài. Vậy là dài đó hả? Cái con đường mà ngay nó bán cà phê đó, cái này mỏi thanh niên á, con đường ngắn ngủng á. Không phải, đường nó vẫn dài, đường tới 300-400m lận mà. Cái đường mà người đại đi đại sứ quán nó bắt qua cái chỗ mà... Qua trong Nguyễn Đồng á. Như Đồng á đúng không? Mà không biết phải không, anh nghĩ không phải đâu. Thôi xuống đi, mình cũng biết. Con đường ngắn nhất thành phố Hồ Chí Minh chỉ có chiều dài 45m thôi. Đường này nằm ở quận 5, và tên đường này là Đỗ Văn Sửu. Không biết. Rồi như vậy là trò chơi của chúng ta cũng vừa kết thúc ở đây ha. Với phần thắng thuộc về đội Sabi trưởng. Hồi nãy đề chọn ngắn là tất đi đó, đi xa đó. Rồi xin mời các bạn nhận xét ạ. Chết rồi, mình thua nhiều quá. Thua hoài vậy chị. Vừa thua mà không có dừa, không có đồ ăn nữa chứ.
Ôi, hay quá. À, như vậy là đội xà biệt trưởng các bạn có được bữa ăn ngon lành tối nay ha. Dạ. Nói chung là một buổi trên sông Sài Gòn vừa học được nhiều kiến thức và vừa có được không khí mát mẻ trong lành. Dạ. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi chương trình chúng tôi. Đây là chương trình Hai ngày một đêm tự do tự lo. Biết Sài Gòn đón Tết rồng nhân bội lộc. Thơm quá. Xin chào. Chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Ê ê ê, anh có ngân lượng. Cái này là ngân phiếu mình mà. À vậy hả? Em ơi. Dạ. Rồi, ánh mắt thất thần rồi. Oh. Sushi sashimi. Hello. Ngon cái gì? Gỏi cua. Bé từ chối mà từ chối khéo phải không? Cơm ta ơi. Rồi rồi, ăn thử nè. Cơm tấm kìa em ơi. Miễn phí vô mày trưởng kìa. 50 ngàn anh ơi. Thôi. Thôi tao ngồi. Miễn vậy 50 ngàn. Xin đi. Nè, có ngân phiếu, ngân phiếu. Có phiếu hai không? Ăn. 300. 300. Đây bày cái này mai. Mai là ngon quá. Ôi, miếng sườn ngon như vậy. Ôi, miếng sườn ngon quá vậy. Ba chị. Khéo quá rồi. Quá trời luôn. Thèm quá anh Giang ơi. Quá ý mực kìa. Trời ơi. Ôi. Tiền đâu mà ăn. Wow. Ủa, cá cam kìa. Cá ngon vậy. Ăn liền. Ngon quá vậy. Ý, vụ này hấp dẫn quá. Ôi. À, vô. Ôi, tới nhà rồi. Tới nhà của mình rồi. Yeah, tới nhà rồi. Ê, qua bên kia, qua bên kia. Xéo đi. Rồi. Trời ơi. Rồi, chai su bự vậy. Xà bi trưởng. Ừ. Wow. Mình trang chứa tình người luôn á. Gì vậy? Món mà bất ngờ. Wow. Thôi. Mời anh Giang. Mời anh Giang ăn cơm. Anh em ăn cơm không? Em bới cơm ra cho. Ok. Rồi. Cho anh chén canh trước đi. Chén canh hả? Dập ăn đi. Nè, muốn gì? Thôi ăn đi. Ủa, cái này có vị sa tế ngon lắm anh. Em thấy tôm nè. Ừ, ăn đi. Ngon lắm. Ok, ngon thì ăn đi. Dạ.
Em biết rồi. Nè, đây đây, ăn nhiều vô. Thôi mẹ. Gì con? Ăn nhiều vậy con mập lắm. Rồi ráng ăn đi con. Đi học ha. Mẹ không cho con nhớ chơi vậy. Trời ơi, ăn cơm chưa? Không, không có ăn đồ chua đâu. Trời ơi, gấp ra, ăn ít thôi, đẹp ăn ít thôi, đẹp ăn ít thôi. Ủa, kỳ vậy? Đúng rồi, cho để mẹ ăn. Dạ rồi. Rồi anh thêm miếng rồi cho, tao để. Ôi. Cho miếng vô nữa, chậm vị. Trời ơi, cái miếng sườn mà nó ướp nóng hổi luôn á, vừa mới nướng xong. Ôi, các em ơi. Ủa, cái gì vậy? Sa tế tôm. Sa tế là để ướp nướng, tự nhiên đổ lên đây. Không, ăn luôn, ăn được mà. Nani. Mực rất giòn, tươi nha. Ngon không? Đậm vị nha. Vùng biển nào? Vùng biển Alaska nha. Wow. Alaska nha. Wow. Ngon không? Dạ, ngon thì ăn nhiều vô. Sai bị trưởng là ngon nhất là phải cắn miếng sườn trước coi ướp vị sao. Ngon anh. Wow. Ướp là mật ong. Là mật ong vậy? À, mật ong ngọt ngon. Đúng rồi. Cái này ngon rồi nha. Ngon chấm này ngon nha. Đúng rồi. Là sa tế tôm xôm tế la. À, sa tôm xôm tế la tuyệt vào vỗ tay. À, sa tôm xôm tế la tuyệt vào vỗ tay. Sa tế tôm xôm tế la. Nói gì mà mắc cười dữ vậy? Đó được ăn rồi nói vậy. Tác hại của việc ăn quá nhiều. Mà tại sao nó ngược? Thì kiểu vậy đó em thích vậy đó, sa tế tôm. À. Tôm xế la. Bỏ qua đi anh. Tôm xế la. Bỏ qua đi anh. Bỏ luôn, bỏ luôn. Tôm xế xa. Ủa, nói ngược lại giùm anh cái. Ai rảnh anh ơi, tôi có ăn đâu mà bác tôi nói. Nói ngược lại giùm anh cái coi. Thôi thôi. Ủa, đợi thua, không có giờ được ăn gì luôn hả? Tụi em hút chân không. Mẹ có gym không mẹ? Gì con? Mẹ có đi gym không? Lại ướt à? Ướt đi. Bữa mẹ quẹt trái nhà cũng đầu rồi. Hạn chế ướt rồi. Tiểu phẩm đi. Đầy đuối rồi đó. Tụi em muốn có thử thách để được ăn à? Đói chưa? Đói rồi. Dạ đói rồi. Bây giờ chấp nhận thử thách đúng không? Chấp nhận thử thách. Chúng tôi sẽ đưa dụng cụ cho các bạn. Tuyệt vời. Và mỗi người chỉ được gắp hoặc múc một lần duy nhất thôi. Tuyệt vời luôn. Một lần. Trời ơi. Trời ơi. Nói nữa. Anh, cái này là cái anh Lâm đó. Cái gì vậy? Ủa gắp gì? Gấp cái miệng anh. Rồi. Rồi đây là những cái dụng cụ mà chúng ta thường sẽ dùng ở trong nấu bếp hoặc là dùng tiệc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Chúng ta dùng để ăn luôn. Và dạ, đồ ăn của các bạn chính là đồ ở trên cái bàn của đội thắng. Một lần duy nhất hả chị? Em gấp 3 cục cho anh đi. Em gấp ráng gấp được 3 cục thịt đi. Ý, bên kia ngon kìa. Lựa đi, lựa đi. Rồi em gấp một cà này em ăn ngô kiến quy. Em ăn anh chị mới tới nha. Vậy gấp luôn vậy hả? Gấp luôn vậy hả? Em gấp xong rồi. Quá thông minh. Quá ok chứ. Gấp được rồi thôi. Đừng có động vô. Không động vô một tay thôi. Đó. Rồi. Ủa chơi gì vậy, dồn về hết đồ ăn luôn rồi. Còn mình gấp gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Được không? Khó lắm. Khó lắm. Gấp cục này thì được nè. Khó lắm mình ơi. Sao được? Nhịn thôi. Được, em làm được. Đúng rồi, cho đẩy xuống. Đúng rồi. Đó. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, trời ơi. Trời ơi. Lấy cái mui cho bự vô. Cầm bự nhất mà được. Nè, bây giờ á, ăn là phải ăn tương ớt chinh chu. Đúng rồi. Mới ngon. Em thấy là cái này là mà giá khổng lồ. Dạ, nên bây giờ phải tương ớt của bay khổng lồ luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Bao nhiêu gram? Không, đầy đi, đầy đi. Đúng rồi. Dễ ra không, lật lại, lật lại. Thêm nữa đi, chấm này nữa. Nữa đây, ăn cây nữa. Ủa? Dạ xong rồi. Anh chay nước lèo hả? Rồi bây giờ lần lượt từng người ăn nha.
Ừ, là một không được dùng một đồ trợ cụ đó. Chỉ ăn được một miệng muỗng. Ồ, vậy cầm vậy chi vậy trời. Ủa, này tưởng chấm chung mà cuối cùng tôi ăn hết hả? Ủa, này tưởng... Ai ốc nè anh? Trời ơi, tưởng đem về cho anh em ăn. Cứu tôi, cứu tôi. Rồi, ngồi xuống ăn đi. Rồi, mà anh hấp lẩu. Rồi, anh ăn cuối đi. Của anh là giữ nhất đó. Giờ tôi chấm anh miếng nha. Nè, chấm đi, chấm đàng hoàng. Rồi, chấm nè. Đó. Rồi. Cái đó nhìn nó còn đẹp á. Ngon quá. Nhả ra đi, cắt một khúc ơi. Trời ơi. Một miếng nữa hả? Ngon. Rồi, chan. Chan chan một xíu tương ớt đi. Một xíu thôi. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Chết rồi, cái kia nó còn múc vậy được. Cái này sao? Ăn cạp hết em ơi. Ai biểu tham, lấy những cái dĩa của người ta. Đâu biết đâu, ban đầu tưởng là... đem về ăn bình thường đàng hoàng anh. Trời ơi. Ý, nó ăn luôn cái sống mũi anh ơi. Ngước mặt lên, cho thiên hạ thấy. Ngon. Chị Tâm. Cũng sắp tới dỗ cha rồi. Chắc chị lên trển với cha. Ăn ít ngon, nhiều đi. Ăn ít ngon, nhiều đi. Mời chị húp. Trời ơi. Đòi súp cua. Nhà chị em bán súp cua. Đậm quá. Trời ơi, khổ cực quá. Đó, thấy chưa? Hai chị em tấm cám. Đã nói rồi, chai này là 2kg lận. Chai gì mà chai gần nửa chai người ta. Cái này ăn một tháng lận. Cái này không phải là cho ăn mà như hình phạt vậy. Nãy biết không ăn được rồi. Nãy biết không ăn nha. Bây giờ thì nhân dịp Tết sắp đến, chương trình cũng có hai món quà gửi cho các bạn. Wow. Yeah, wow. Đây, mùa xuân về rồi cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nâng ly lên để chúc mừng năm mới. Nhưng mà tôi thấy anh Năm hôm nay cái môi hơi thừ lừ. Trời ơi, cái môi vừa thừ lừ nè. Trời ơi, chắc phải uống một tí để mà hạ hỏa thôi. Đúng rồi, hồi nãy ăn hơi nhiều cho nên bây giờ vậy sao bây giờ giống vậy? Hả? Ý vậy sao bây giờ giống vậy? Trời ơi. Y chang. Y đúng. Y chang. Quá trời, rồi bây giờ mình review ha. Dạ, ở đây vô nha. Đầu tiên thì cái hộp rất là xịn sò nha. Bên đây là đón năm rồng. Đón năm rồng nhân bội lộc. Đó. Đẹp, đẹp quá. Rất là đẹp, hộp rất là sang trọng xịn sò. Năm nay có hai anh em mình đó. Năm nay hai anh em mình đó, rồng á. Wow. Ồ, năm lon, năm lon. Năm lon. Mở ra. Dạ rồi, chúc mừng sức khỏe anh em. Dạ. Chúc anh chị em tiểu thương ở đây năm mới an khang vượng nha. Dạ rồi, chúc anh rồi, em hết ly này năm mới phát tài phát lộc nha. Dạ, tấn bình an. Tấn bình an. Bình an. Phúc cho bên. Cầu gì được đấy. Dạ. Năm nay năm tuổi rồi. Năm tuổi là tam thiên như rồng. Tuyệt vời luôn. Sức khỏe như rồng. Yeah. Em xin phép cho anh uống giùm em. Thôi. Thôi, không có ai uống giùm em đâu. Thì là ngon quá. Ngon quá.
Cảm ơn dạ. Vẫn còn quà, có anh chị nào ra cầm giùm không ạ? À? À, quà nữa, quà ta cáp liên tục. Dạ. Thôi mà chị Thắm ơi, đừng tặng nữa. Mà sao Tết mà quà ấy quà, vậy trời ơi. Thiệt á. Cảm ơn ơi. Yeah. Mày anh ơi. Wow. Hay. Wow, wow đây. Ơi. Cô mẹ, để chị vô cho. Này cô mẹ nè. Rồi, wow. Xịn vậy. Đúng rồi, mà đẹp quá là có nhiều vị luôn nè. Đây, wow. Wow. Cảm ơn bữa ăn và cảm ơn những món quà rất ý nghĩa. Yeah. Rồi, đi ơi. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng ngồi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Hai ngày một đêm, xem sớm nhất vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VION. Ai tham gia thì có mùa ba, kỹ không? Tham gia. Chơi mà, chơi ấy quá. Người ta nói chưa trả tiền kìa. Bắt nó. Trời ơi, em trả. Sao vậy?